Sao con cao khiêm tốn quá vậy? Chắc do gen đó chú. Mà nói chuyện với nó mà đứng gì? Nó chắc phải 2 mét á, chứ không phải 1m8 đâu. Kiểu nhiều lúc ổng hay giỡn với con, yếu lạ, con sợ ổng bị bê. Mở dân tới miệng mèo rồi mà không chịu ăn. Không bao ăn. Nhiêu lần, tính ra cả chục lần á. Nhưng mà anh cũng sợ có bầu. Rồi anh cũng sợ hai đứa làm gì đó sai trái. Tại vì lúc đó không có xác định cưới, cho nên là không làm gì hết. Lúc con cưới chồng về, con thấy cảm giác cuộc sống của con nó rất là hạnh phúc. Em làm con đâu có nghĩ mình lấy chồng xong, mình vừa mới sinh xong mà mình lại bị một cái biến cố nó quá, thật sự là quá lớn, quá sức với con. Quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng số 1. Cưng cao mét bao nhiêu, nói đi cho chú Bin hết hồn coi. Con xin chào chú Quốc Thận, con chào cô Hồng Vân ạ. Dạ, con tên là Sang, con cao 1m98 ạ. Cậu còn đứng lên cái coi. Tại sao con cao khiêm tốn quá vậy? Chắc do gen đó chú. Mà nói chuyện với nó mà đứng gì? Nó chắc phải 2 mét á, chứ không phải 1m8 đâu. Tại con mang đôi giày nên là chắc là đúng tròn 2 mét rồi cô. 2 mét đó con, là đúng vận động viên bóng rổ hay sao? Dạ, lúc trước con là vận động viên bóng chuyền ạ. Bây giờ chị như em là không bao giờ chị đứng lên. Tại vì tự nhiên mình show up cái xấu của mình, cả cái thua thiệt của mình ra làm gì. Còn con sao? Con 1m9 mấy, nói nghe coi. Con có 1m7 thôi ạ. À? 1m7. Bây giờ thì con làm gì, con giới thiệu về mình luôn rồi. Đi trước đây con là vận động viên bóng chuyền, nhưng mà sau thời gian tập luyện thì con chuyển sang công tác huấn luyện. Với cái chiều cao như vậy là con có khó khăn trong những cái sinh hoạt bình thường không? Mới đầu thì khi mà đi đường con cũng hơi bị ngại, bị tự ti á cô. Tại vì ai cũng nhìn mình với ánh mắt hơi bị ngạc nhiên một chút á. Từ từ con cũng quen, con cũng thấy vậy cũng hay. Tại vì mình nổi bật trước đám đông thì cái hay mà chú thấy rất hay. Thực ra là con á, tự nhiên con nói con tự ti về cái chiều cao làm cô cũng hết hồn. Cái nhân dáng của con về cái chiều cao như vậy là đáng lý người ta phải mơ ước chứ. Mà mua đồ chắc cũng khó đúng không? Dạ, tất cả đồ của con làm phải may hết á chứ. May hết luôn chứ không có sai. Rồi, mời con. Con. Dạ con tên Nhi ạ. À, nay con 25 tuổi. Hiện tại con ở nhà nội trợ. Với lại con cũng đi làm thêm công việc diễn viên tự do cô. Với lại màu ảnh. Dạ. Trước đây có làm cái công việc gì về thể thao được không? Dạ lúc trước con cũng là vận động viên, cho nên là mới quen được chồng con. À. Ngày xưa chắc là con mê trai quá, nên mới gặp ổng. Dạ, tại vì hai vợ chồng đi đấu chung quá mà mình thấy ảnh cao to nè, đẹp trai đó, cũng trắng trẻo nữa, nhìn như chai hàng quỷ vậy, ghiền quá nhưng mà không có dám thổ lộ. Sau đó thì con mới nói với mấy anh chị trong đoàn, anh nói là không biết anh này sao mà mình cũng tập, anh cũng tập mà trước giờ không có để ý, mà hôm nay mới thấy kiểu thấy rất dễ thương, không biết là có người yêu chưa. Sao mấy chị nói chưa đâu em, chưa đâu. Đó, em cũng xinh gái mà, thôi để anh chị làm mai thử. Em cũng khoái, không biết là lúc đó ổng có khoái chưa. Hẹn nhau thì tầm lúc đó 12 giờ đêm mình ở cầu thang gặp nhau nói chuyện, rồi quen biết nhau từ đó. Đi chung là ấn tượng tốt. Dạ. Thấy cậu Sang thì sao? Lúc mà con mới gặp cổ thì con cũng không có để ý lắm. Thì lúc đó con mới bị bồ đá, cho nên là con cái cảm xúc của con lúc đó nó cũng hơi lẫn lộn. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là con nghĩ là lúc đó con cũng cần một người để thổ lộ những cái tâm sự của con thôi, chứ con cũng chưa có chưa nghĩ tới là nghĩ tới. Sẽ tiến xa hơn đúng không? Thấy cổ cũng cao rồi, nói chuyện cũng hòa đồng, cũng kiểu như hiểu như tâm sự của con á. Rồi đó là lần đi thi đấu ở chung với nhau. Dạ đúng mà rồi. Mà sau đó thì sao? Về rồi ai chủ động đi? Chắc chắn là chị đoán là biết em cần gì hỏi. Con tấn công đúng không? Dạ. Còn chủ động tấn công sao đâu, hãy nghe. Lúc mà đi về thành phố rồi, nhắn tin không trả lời, làm lơ con luôn, giống như là hai đứa chưa từng gặp nhau rồi, chưa từng biết gì đó. Lâu lâu con nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa, anh làm gì đó, rồi hỏi còn buồn chuyện cũ không. Nếu mà buồn quá đi có phim với em hoặc đi uống cà phê đi cho vui. Dạ, đeo đuổi lâu dữ lắm, chắc cũng phải 4-5 tháng rồi á, mà cũng vẫn không quyết định yêu. Xong rồi con mới nói thôi bây giờ, nếu mà em có đơn phương vậy hoài không có được, tại vì mình cũng con gái, mình chờ đợi người ta lâu quá. Mà anh này kiểu dạng như không biết trong lòng nghĩ sao, nhưng mà vẫn muốn quản con, nhưng mà lại không chấp nhận cho con quen ai hết á. Kêu làm người yêu thì không chịu. Xong con mới nói bây giờ nếu mà không yêu được thì thôi cũng không làm bạn, tại vì đơn phương nó khó chịu lắm. Cho nên là con mới nói thôi bây giờ mình cắt đứt đi, bây giờ anh không chịu nữa thì thôi em đi kiếm người khác em quen, em sống cuộc sống của em chứ em có hướng về anh rồi anh hướng đi đâu mà anh vẫn quản em sao em sống được. Xong rồi cái cắt đứt hết. Tại sao vậy con? Tại sao lúc đó con không chấp nhận mà con lại không muốn buông người ta? Dạ. Không phải là không chấp nhận, nhưng mà cũng kiểu như thích rồi đó, nhưng mà con không có dám làm giá đúng không? Cũng kiểu như là mình quý cô này, nhưng mà mình cũng mới bị tổn thương á, không dám đón nhận nhưng mà lại tiếc.
cứ trèo kéo như vậy. Ồ. Đến một ngày nọ bạn này quyết định cắt đứt đúng không? Dạ. Thì lúc đó là con, cái tâm trạng con làm sao? Kiểu như là tiếc quá hơn, muốn giữ nhưng mà chưa có dám thổ lộ. Ủa nhưng mà con xinh mà, trong cái thời điểm đó bộ không có chàng trai nào theo đuổi con hay sao? Dạ nhiều lắm mà mình bị tiếng sét ái tình. À cho nên phải, dạ, phải thích ông này. Ủa, mình thấy ông cũng tội nghiệp quá. Con nghĩ là trong lòng con suy đoán thì chắc cũng không sai. Con nghĩ là chắc bây giờ ảnh đã thương mình rồi cho nên ảnh mới quản mình như vậy. Tại vì khi mà con nói con đi uống cà phê hay chơi với một người bạn kiểu như là khác giới thôi là ảnh cũng cảm giác là tỏ ra khó chịu rồi. Cho nên đó là kiểu như là con thử thách ảnh á. Con mới cắt đứt hết mọi thứ thì ngày hôm sau ảnh nhắn tin cho con kêu anh nhớ em quá. Rồi kêu nó ủa sao không chịu đồng ý hết trơn rồi mới ngày hôm sau nhắn tin lại liền luôn. Tại sao em đợi đến khi mà cô ấy là muốn coi như là muốn dứt em mới coi như là mới níu lại và em mới thể hiện, em mới bày tỏ cái tình cảm của em? Mình quyết định sớm quá thì nhiều khi mình lại gặp một cái tổn thương tiếp theo đó cho mình. Sau 4-5 tháng mà mình tìm hiểu, mình cũng có nhắn tin qua lại thì mình thấy là cô gái này thật sự là tốt, cổ quan tâm từng thứ về mình hết á. Nhưng mà sau 4-5 tháng đó là tự nhiên cái cô này cổ không chịu nữa, cổ cắt hết liên lạc luôn thì bắt đầu mình mới sợ. Uống quán liền đúng, đúng không? Đúng rồi. Mình chưa kịp có chứ 4-5 tháng mà anh không nói chứ không phải là không kịp nói. Trước khi cắt con có nói bây giờ lần cuối cùng em hỏi anh là anh có muốn em làm bạn gái anh không, nếu như mà anh vẫn trả lời không thì thôi từ tối nay là ta cắt đứt luôn, thì con mới chặn liên lạc chồng mọi thứ. Khi nào thì mới là gọi là chính thức yêu nhau? Là 1-2 ngày sau đó. Có tỏ tình không? Có tỏ tình, nhắn tin là yêu anh đi đó. Yêu gì đó mà có gặp mặt nhau để tỏ tình anh không? Anh nhớ em quá đó. Dạ dạ có gặp nhau đó, đi chơi nắm tay thì vẫn còn dè chừng lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là khi nào? Cái kỳ đó chắc là ở trong một cái quán cà phê buổi tối đó thì cổ cũng thách con á, quen nhau cũng lâu rồi, giờ anh có dám hôn em không? Bao lâu mà biểu là lâu? Từ cái lúc mà bắt đầu quen thì chắc cũng phải 1 tháng sau. Toàn là cô ấy chủ động hết á. Dạ. Mà em có dám hôn không? Dạ có chứ, dạ có chứ. Sao không? Ta men rồi, đàn ông mà mắc cười quá. Với lại cái người mà mình thương mà. Dính cái miệng con nữa cô. Không chịu dính. Ấy là hôn hả, chưa kịp dính thì rút ra bà vậy là phước quá. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì được nhau hết. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì hết. Dạ anh hiền quá, không có chủ động, không có dám. Anh sao hiền, đâu anh sợ anh dè chừng, anh cũng sợ có bầu rồi, anh cũng sợ hai đứa làm gì đó sai trái, tại vì lúc đó không có xác định cưới cho nên là không làm gì hết. Hay là tại vì hai đứa không có không gian riêng tư? Dạ có rất là nhiều, kể cả có luôn không gian riêng tư mà cũng không chịu. Không gian riêng tư là ở dạ. đâu? Ở nhà hay là ở... Dạ ở khách sạn luôn. Ở khách sạn đi chung khách sạn luôn mà không làm ăn gì hết. Con sao? Lúc đó con suy nghĩ sao? Lúc đó con nghĩ tại ổng trắng trẻo á, mà kiểu nhiều lúc ổng hay giỡn với con ẻo lả, con sợ ổng bị bê mở dân tới miệng mèo rồi mà không chịu ăn. Không bao ăn. Nhiêu lần tính ra cả chục lần á, nhưng mà kiểu như hai đứa đi chơi rồi mệt nhưng mà không muốn buông nhau đi về thì kéo vô đó coi tivi, mua trà sữa vô uống, chơi game, nắm tay sờ sờ chơi vậy đó, xong rồi không làm gì hết. À, đi về. Dạ đi về. Ủa sao vậy đó hả? Dạ. Lúc đó con cũng kiểu như xác định là quen, là mình quen nghiêm túc á, cho nên là mình phải xác định cô gái này là mình phải giữ cho cổ tới lúc mà mình làm đám cưới, cho nên là mình không có được. Lúc đó cũng phải kiềm chế dữ lắm mấy con. Trời ơi con ơi. Nhưng mà con có dụ không? Dạ không, con không có dụ. Ví dụ hai đứa vô đó cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ôm nhau một cái ngủ. Bạn này kềm hãm quá là hay luôn, đúng không? Dụ. Có rất nhiều cặp vợ chồng coi như là 10 năm quen nhau 10 năm mà giữ cho đến cái đêm tân hôn luôn, cho tới ngày cưới luôn hả con? Giữ tới ngày cưới luôn. Bao lâu thì mới dẫn nhau về nhà để mà ra mắt phụ huynh? Dẫn xe về nhà thì ba mẹ có vợ òa với một cái chàng trai và với một cái chiều cao dữ dội như vậy không? Dạ lúc đó quen nhau được 7-8 tháng là đã dẫn về rồi. Tại vì lúc đó con về quê con đánh giải bóng chuyền cho quê của con á, thì ảnh cũng đi theo. Đi về xong ngày xưa mà ở quê mình thì thường thường mặc mấy cánh cửa có huyết vôi á cô. Anh đụng một cái đợt là vôi nó rớt xuống mẻ luôn miếng nhập. Bây giờ con thấy đầu rướm rướm máu và đỏ rồi. Vậy còn thẹo không? Dạ không, nhưng mà cái tường nó vẫn còn nứt. Dạ cái tường nứt rồi. Rồi nằm ở trên giường hay là nằm dưới đất? Ở quê con là trải nệm. Cái vụ đụng đầu đó anh không để ý, mới về anh không để ý, một ngày đụng 4-5 lần, cái chỗ đó sưng hoài luôn vậy đó, không hết, không một cục luôn. Anh cũng tự ti về cái chiều cao của mình, tại vì nhiều khi cao quá người ta ra
kiểu người ta không biết là khen hay chê, mà má sao thằng này nó ăn gì nó cao dữ vậy, cái ảnh mới kêu ủa cao cho mắt gì chửi con kiểu như quê ta hay ra dạ, cái câu cửa miệng mà thằng đấy ai cũng nhìn. Rồi các con là quen nhau là 3 năm mới đám cưới hả? Dạ, tình yêu suôn sẻ hết đúng không? Suôn sẻ cho tới khi con sanh em bé được 2 tháng. Lúc đầu là hai vợ chồng chưa có quyết định là kết hôn đâu, nhưng mà mẹ của anh á bảo là thôi, thấy bây giờ hai đứa thương nhau cũng lâu lắm rồi, cũng tính toán để cho hai đứa kiểu hỏi gia đình hai bên để cưới á. Con thì không biết là lúc đó mẹ đang bệnh hiểm nghèo, bệnh rất là nặng mà mẹ giấu hết, cho nên là mẹ muốn lo cho chu toàn mọi thứ, thì lo ngay cả đám cưới cho tụi con luôn. Mẹ đặt nhà hàng hết rồi, bây giờ mời thiệp rồi, xong rồi 3 tháng nữa là có ngày tốt thì thôi hai con cưới luôn đi. Hai vợ chồng cũng lúc đó rất là vui mừng, tại vì mình còn trẻ quá, chưa có sự nghiệp, chưa có gì hết, mà bây giờ mẹ cho mình cưới sớm vậy. Lúc đó không có nghi ngờ gì hết. Cưới về lúc đó mẹ con muốn có cháu á, cho nên là mẹ bảo là thôi con có bầu đi. Con có bầu được 6 tháng rưỡi thì con thấy mẹ con ngày càng yếu đi, mẹ con mệt dần, kiểu cứ đi bệnh viện vô thuốc rồi mẹ cứ nằm suốt vậy đó. Lúc đó con là cảm giác là mẹ con mệt, mẹ con yếu lắm rồi. Còn con thì bị đau ruột thừa, với lại con có thêm 2 cái khối u ở trong buồng trứng nữa, cho nên là con phải mổ. Lúc đó là con rất là sợ luôn, tại vì bác sĩ nói là có thể là giữ được mẹ chứ không giữ được con. Vài tháng sau con sanh được 2 tháng thì ngày đó mẹ khó thở là mẹ đi. Trong cái rủi á, thì nó lại có những cái mà như điều mẹ mong muốn, thấy được dâu, thấy được cháu luôn. Mà dâu á, là con, cái xác suất mà cái khối u đó mà con cứu được cả mẹ cả con là quá hay đúng không con? Dạ, cái đó cũng là lý do tại sao bây giờ con không có chơi thể thao lại nữa. Tại vì bây giờ con rất yếu rồi. Mẹ rất là thương. Mẹ lo hết tất cả mọi thứ cho con, với lại cho em con đầy đủ mọi thứ, không có thiếu thứ gì hết á. Nhưng mà tới ngày mẹ mất là hai vợ chồng con không còn gì hết. Ba sao? Ba con và ba dưỡng thôi. Có gia đình riêng rồi dạ. Cái cuộc sống hiện tại của hai đứa như thế nào? Anh thì ban ngày anh làm hành chính nhân sự ở ngân hàng, buổi tối thì anh đi làm huấn luyện viên bóng chuyền thêm. Còn con thì con đi làm diễn viên. Hai vợ chồng cũng rất khó khăn, nó mùa dịch nữa, chồng con bị Covid xong rồi chồng con phải đi giao hàng nữa chứ không phải... Tức là bạn có dính Covid nữa. Con thấy lúc mà bị xong rồi tới giờ kiểu như là cái phổi con không biết có bị ảnh hưởng không, nhưng mà con thấy con làm cái gì đó một xíu là con mệt. Lúc mà cái thời gian mà giãn cách á, thật sự là rất là khó khăn luôn, tại vì ở nhà suốt 2-3 tháng trời luôn, không có làm ăn được gì. Đúng rồi, mà phải trả tiền nhà nữa. Con nhỏ nữa, ảnh phải sống chung với con rồi ở nhà với ảnh F0, con phải lo hết. Còn chợ nó nhỏ nữa, là con phải lấy một cái rèm con kéo ngang và con để ảnh ở bên đó. Bên này con thì nó nhớ cha, nó cứ kêu ba mít, nhưng mà con không có cách nào luôn. Hai vợ chồng rất là khổ. Ngày xưa con mẹ đâu có như vậy. Lúc con cưới chồng về, con thấy cảm giác cuộc sống của con nó rất là hạnh phúc. Em con đâu có nghĩ mình lấy chồng xong, mình vừa mới sanh xong mà mình lại bị một cái biến cố nó quá, thực sự là quá lớn, quá sức với con. Con không nghĩ là hai vợ chồng con kèm theo đứa con mà bây giờ trong tay hai vợ chồng không có nổi 10 triệu bạc. Bởi vì ta nói cái con mà mồ côi mẹ đó khổ lắm. Cái mơ ước mà nhỏ nhoi mà cũng không hẳn là nhỏ nhoi nhất của cả hai vợ chồng con bây giờ là gắng làm kiếm nhiều tiền rồi là để dành từ từ để mua căn nhà nhỏ nhỏ rồi sẽ được. Con bây giờ con làm đủ mọi cách, là làm hết tất công việc nào mà làm có tiền thì vợ chồng con rất cũng... là thương chồng của con. Chồng của con phải gánh 4 năm công việc một lần mà ngày trước không bao giờ có chuyện đó. Còn mẹ con chỉ nói là chỉ muốn anh đi làm về là chiều phải xâm họp hết ở nhà. Còn bây giờ tới 12 giờ đêm vẫn chưa thấy anh ở nhà. Chị giao hàng. Đi giao hàng hả con? Dạ. Anh phải giao hàng thêm. Tại vì tiền đã sửa cho con, tiền chợ, mọi thứ gồng gánh. Con chỉ đi làm thêm được những ngày mà khi có ông bà phụ giúp thì con mới đi làm được. Còn không là con phải ở nhà cũng chăm cho con mà nữa. Cái chi phí của hai vợ chồng con á là bây giờ là một tháng là phải bao nhiêu? Một tháng phải trên 15 mới đủ. 15 triệu hả? Dạ, tại vì ăn uống cho cả tính ba tiền nhà, nhà cửa nữa đúng không? Hôm nay đó là con được trải lòng và con được nói hết, và thậm chí con khóc được như vậy là chú rất là mừng. Mình để trong lòng nó khó chịu lắm. Người ta nói đồng vợ đồng chồng tát bi đông cũng cạn. Mừng cho con là con nói câu là thấy chồng con rất thương chồng con, 12 giờ đêm mà vẫn chưa về, đó là cái sự thấu hiểu với nhau. Trong cái lúc mà con bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất á, thì cũng còn vợ con ở lại cạnh với con, thương con rất là nhiều. Chỉ cần cố gắng yêu thương nhau, tin tưởng nhau thì các con sẽ có được nhiều điều tốt lành đối với các con. Cứ yên tâm đi, rồi cơ hội nó sẽ tới thôi nha con nha. Mà vợ con là có tật xấu gì không? Vợ con không có tật xấu gì hết á, nhưng mà đôi lúc thì hay ghen lắm. Ghen chứ, trời ơi, chồng gì mà không ghen sao được con. Thôi con ha.
Nhưng mà ổng nói chung là cũng cũng có kiểu dị dị như vậy nè. Nó sợ gì nữa ta, đúng không? Sợ gì, ông ghen, trời ơi, ông giỡn hoài ông nội. Ai có phụ nữ nào mà khoái cái ông cao ngồng ngồng vậy? Hết sức bậy bạ thì cao nhưng mà đẹp trai với lại hiền nữa. Không phải là người ta muốn giật chồng mình hay gì mà người ta thấy anh này như vậy người ta thích thì không phải là của mình người ta cũng dành về. Với lại cao cao hiền hiền ghen không? Ghen, ghen mà ghen đúng không hay là ghen bệnh? Ghen dễ thương. Cũng không hẳn là ghen dữ dằn nhưng mà kiểu như quản lý ấy cô. Sao đâu quản lý sao? Vậy đó anh. Facebook rồi Zalo là cái gì là miễn có con gái mà tới nhắn tin hoặc là hỏi về công việc thôi là cũng không phải biết cái cô này là ai. Trời làm ơi, ở đâu. Đó là con không cần phải chối cái chuyện đó à. Bởi vì sao, đó là quyền của con. Chồng con cũng ghen chứ không phải một mình con. Vậy đó hả? Là... ngày xưa chưa cưới nhau ảnh cũng tùm lum mà kiểu con trai mà được con gái tỏ tình nhắn tin rất thích nên là thấy trong Zalo điện thoại quá trời gái luôn, mê gái nữa, mê gái nữa. Nhưng mà bây giờ còn không? Không, không dám. Ngoài cái ghen còn cái gì nữa không con? Ở nhà bả mặc đồ kiểu như xề xà một chút á, nhưng mà con cũng hiểu đó là do giờ có con cái rồi thì nhiều khi nó không được tươm tất á. Thì mình nhìn thì mình mắc cười nhưng mà mình cũng hay chọc bả sao à? Em ở nhà em mặc đồ sao giống nhìn giống ô xin quá vậy. Em thì con mà cũng... con hỏi lại em đẹp gái không? Đẹp thì thôi, đẹp kiểu thì như thôi, là con cũng muốn dạ con đẹp cho nên là nhìn một chút này mình thương thì mình mới khuyên là ở nhà thì mặc đồ nhìn cho nó dễ thương một chút, mặc cái bộ đồ gì mà ngắn ngủn mà chấm bi màu hồng. Nhiều khi né sao, nhiều khi mặc đồ đẹp là sexy quá rồi thêm đứa nữa là chết luôn. Dạ. Bây giờ thấy con đó. Dạ, con đi ra ngoài con mặc đẹp chứ anh mặc gì đẹp dữ vậy cho thằng nào nhìn. Đó, con nói con đi đóng phim mà con đi quay con phải mặc đẹp một chút dầu vô vai sexy mà biểu con mặc bằng người ai cho con đóng không dễ. Mâu thuẫn đàn ông mâu thuẫn lắm. Có nghĩa là bé chồng cũng ghen đúng không? Dạ. Đi ra đường là con phải make up rồi đẹp lắm tại vì mình phải thay đổi hẳn cái cuộc sống của mình đi tại vì mình ở nhà mình đau khổ rồi. Thì mình ra đường mình phải thay đổi để làm cho mình tự tin hơn. Chú đồng ý với cái suy nghĩ đó. Dạ. Với lại cái công việc của mình nó đòi hỏi như vậy. Vì mình đóng vai nào thì mình phải diễn tròn vào vai đó chứ không thể nào ngày hôm đó người ta cần mình chỉnh chu mà mình lề lẹt mình đi ra đường là không được. Người ta nói nhỏ này sao trên ảnh nó khác mà ở ngoài nó lại khác rồi người ta không bút mình đi thì mình không có tiền. Còn cái gì nữa không ngoài cái ghen ra? Thật sự con rất là thương ảnh nên con thấy tật xấu cũng thành đẹp. Cho nên là chỉ có một điều chắc tại vì khổ quá cho nên là nhiều khi đôi lúc anh hơi tính toán một chút kiểu làm cho mình hơi khó chịu nhưng mà thôi thì cái này vợ chồng mình có thể góp ý được tại vì nhiều khi anh đi làm nhiều công việc rồi mình ở nhà nhiều khi mà anh sợ mình còn trẻ quá mình không có thể nào mà mình lo mọi thứ chu toàn về tiền bạc nhiều khi tháng này sẽ bị hụt tiền tại vì cũng sẽ có những tháng rất là hụt để hai vợ chồng đâu có tiền đâu anh cũng rất là lo nhưng mà có nơi thì thôi thì em cũng đi làm em cũng kiếm được tiền thì em biết mà đi làm rất là khổ đi từ 2-7 giờ sáng người ta gọi mình đi mình cũng phải đi mình cũng phải bỏ con mình đi con cũng mong chồng là tin tưởng con. Bây giờ thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là chồng con làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ cho con với con của con nữa tại vì có nhiều việc anh làm theo cảm tính của mình anh không chia sẻ cùng con. Con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Đối với con thời điểm này thì con không có muốn vợ con thay đổi gì hết á. Tại vì vợ con đối với con là quá tốt rồi chứ. Hai vợ chồng cũng không có còn gì nữa đó. Giờ bắt đầu từ bàn tay trắng thôi. Cho nên là đến với thời điểm này thì vợ con đối xử với con là quá tốt rồi. Hai đứa ngay lúc này là lúc mình cần nhau nhất. Cô biết con đi làm kiểu với cái tần suất như vậy con mệt lắm. Đã vậy bây giờ con mới bị bệnh xong á. Cái phổi của con nó yếu nữa. Yeah. Cho nên có những lúc có thể là về cảm xúc á, bạn không đè nén được, bạn có những cái có vẻ là hơi có thể làm sẽ làm con bị tổn thương một chút. Nắm tay nhau thật chặt đi nào. Đó. À, không biết Sang có muốn nói gì với vợ hay không? Những cái chuyện mà trước đây anh có làm mà anh không có suy nghĩ, em bỏ qua cho anh. Có làm được cái gì được làm á, thì anh cũng phải cố gắng anh làm để anh cho hai mẹ con được đầy đủ. Chứ anh không có buông tay, có từ bỏ gì hết. Mặc dù là anh rất là muốn buông xuôi luôn sau cái sự mất mát của mẹ anh hoặc là cái chuyện mà hoàn cảnh đưa hai mẹ con ra như thế này, anh không bao giờ muốn. Chỉ cần mà cái suy nghĩ của anh á, mà nó luôn hướng về hai mẹ con em á, thì em luôn tôn trọng quyết định của anh. Đứng lên ôm nhau một cái nào. Nó đẹp đôi gì đâu. Cảm ơn hai con đã đến với chương trình lần sau. Nhưng mà em là sếp trực tiếp của cổ. Dạ đúng rồi. Rồi đến khi nào ổng mới cua em? Đâu em cua anh mà. Không. Anh định bao giờ thì ấy em vậy?
cái anh mới hỏi em là ủa em muốn ấy là em ấy thì sao? Bây giờ em nghĩ vậy nè, bây giờ mình ấy cho nó có bầu đi, mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới. Anh chịu không? Mà lông chân mọc bên chân phải, bên chân trái không mọc. Đó, cái giọng em nó ồm ồm. Hồi trước giọng em rất là trong trẻo. Là bây giờ em cứ gọi rap là nó kêu alo anh đang đứng ở đâu rồi em tới liền. Trời ơi là trời. Chào hai em. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Lưu Hoàng Quân. Năm nay em 31 tuổi. Em đến từ Phan Thiết. Thế còn em? Em tên là Trịnh Hoàng Tường Linh, em 28 tuổi. Hiện là em đang là chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp, cũng là của một công ty bảo hiểm luôn, nhưng mà khác với chồng em. Nhưng mà em có phải quê Phan Thiết không? Em gốc Hải Phòng, nhưng mà em vào đây từ lúc em nhỏ rồi. Vậy thì sao mà các bạn lại gặp nhau ta? Hồi trước em có đi dạy Anh Văn, thì vô tình một ngày đẹp trời thì có một cuộc gọi điện thoại tới cho em. Nói là chị ơi, em là bạn của Chính, thì Chính là một học sinh của em hồi trước. Em muốn gặp chị để tư vấn về một cái gói tài chính gì gì đó. Nói chung bạn nói rất là dài. Cái bạn đó mới hẹn em một quán cà phê. Thì khi mà em tới thì em thấy cái bạn đó với chồng em. Đó, thì hai người ngồi ở đó thì em tới trễ tắc tầm 30-45 phút. Thì tới đấy hai người mặt chồng quặp. Xong rồi thì em cũng kệ thôi chứ sao. Tại vì em thấy là không quen biết chắc cũng không sao đâu. Thì ngồi nói chuyện, anh này cứ hỏi rồi trả lời. Như kiểu lúc đó là người ta đang tìm hiểu về em để coi sao. Thì sau một hồi nói chuyện thì anh mới nói là thôi bây giờ anh không bán bảo hiểm cho em nữa. Anh quyết định là anh sẽ mời em về làm cho anh. Tại vì em nói nhiều hơn anh, em nói ghê quá. Bắt đầu từ đó thì em mới vô công ty của anh này làm. Dạ. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của em về anh này là gì? Sao ta, em thấy anh xấu à. Anh xấu mà anh đen mà anh ấy mặc áo vest em thấy giống đa cấp dễ sợ. Trời ơi. Nhưng mà như vậy lý do gì mà đi theo người ta về công ty để mà làm trời? Anh ấy nói giọng rất là nhẹ nhàng là một. Cái thứ hai là em dạy 3 năm và em thấy em hơi chán công việc của mình. Và em cũng nghĩ là mình thử thay đổi công việc coi như thế nào. Nhưng mà Quân ơi, dạ, nếu như cái người phụ nữ đó không xinh đẹp như là vợ em á, lúc đấy thì em có mời về không? Có mời. Dạ đương nhiên là khi mà chọn lựa ứng viên á thì cái tiêu chí của em cũng khá là khắt khe. Tại vì thấy cái cô này thứ nhất cổ là giáo viên, cái cách ăn nói của cổ rất là khéo. Nhưng mà khi bây giờ cổ về làm chung với em rồi, dạ, thì lúc đó là em đã có tình cảm, có tình ý gì với cổ chưa? Dạ thực sự là lúc đầu tiên khi mà nhìn thấy cô đó là em đã có một cái cảm tình, cái ấn tượng rất là tốt rồi. Nhưng mà em chỉ nghĩ đơn giản là chỉ tập trung vô công việc thôi. Nhưng mà em là sếp trực tiếp của cổ. Dạ đúng rồi. Rồi đến khi nào ổng mới cua em? Đâu em cua anh mà. Khi vô công ty thì anh này rất là nghiêm túc nhưng mà rất là nhiệt tình. Tức là em thấy là đây là một người rất là sống rất là tình cảm. Cái xong rồi bỗng một ngày đẹp trời, vô tình có một bạn, em không biết bạn này là bạn nào hết. Hôm đó thì bạn kia bạn lại ngồi bên cạnh anh ấy luôn. Em thắc mắc ở đây là ai vậy ta? Theo hồi sau giới thiệu thì bạn đó là cái bạn chia sẻ kinh nghiệm gì đó thôi. Em cũng kệ, em hôm qua ở chắc thì nó chia sẻ kinh nghiệm xong rồi thôi. Cái xong rồi đến vài ngày sau thì team em tổ chức đi Long An. Thì em bỗng le lói em thấy ở đằng xa xa anh này đang quạt lò. Bạn kia dậm dậm mồ hôi đó. Xong rồi nướng xong thịt thì mình ăn thì em ăn của em thôi, em đâu đút cho ai đâu. Bạn đó lấy thịt đút cho anh. Trời. Anh ăn có vừa miệng hôm, anh ăn có ngon hôm, hỏi hoài. Thực lúc đó là thấy rất là khó chịu. Em mới về nhà em mới nhắn tin cho anh này, anh có bạn gái mà anh không nói cho em biết. Anh nói anh là người đơn thân, anh không có bồ đâu. Thì anh này anh mới nói là không phải đâu, cái bạn đó là cái bạn mà thích anh. Thích anh cũng lâu rồi nhưng mà anh không thích. Thì lúc em mới nảy ra một ý định, hay là mình cua ông này đi. Để con nhỏ kê cho nó khỏi quen mày luôn. Cái là em mới nhắn tin em cua. Em thì vô cùng dễ thương, anh ơi anh ăn gì chưa rồi, hôm nay anh có thấy mệt không, rồi công việc sao. Tức là em cứ rủ rì ngày nào cũng làm như vậy. Thì bỗng một ngày đẹp trời em nhắn tin, anh ơi hay là mình quen nhau đi, em thích anh rồi. Em nói thẳng như vậy luôn. Anh nói với em là để anh suy nghĩ. Thay vì người ta hồi trước là em cua ai là dính người đó, không bao giờ chật cho suy nghĩ mấy ngày. Trời ơi, thay vì như người ta là suy nghĩ hôm sau hay hôm nào đi, 2-3 ngày em thấy cạn niềm hy vọng luôn rồi. Đến ngày cuối cùng là anh ấy chở em về, trong là sao bực dọc em khó chịu. Em mới nói là anh có biết hôm nay là ngày gì không vậy? Kêu ông kêu là ừ thì bình thường. Thì hồi anh ấy mới kéo tay em lại, cái xong rồi là quen đó. Là cái gì, cái đó ôm gì? Đúng rồi, tức là em ôm mà không nói gì hết. Không nói gì hết. Ý kiểu như em, mày hãy tự hiểu đi, tao đi để lại tao quen mày đó. Tao đã chịu rồi đúng không? Tao chịu rồi đó. Có phải là do em ém không? Cái em xài chiêu hay là thực sự là em đắn đo thực sự? Đầu tiên thì thật sự là em cảm thấy không hợp ngay từ đầu rồi, nên em cũng nghĩ là cô này cổ tán mình cho vui thôi, dạng như cô em chơi qua đường thôi đó. Nên em từ chối thẳng thừng ngay từ đầu. Nhưng mà sau đó thì cổ cứ nói thích hoài à. Nên thành ra là em mới kêu có khi nào thích thiệt hay không. Thì em bắt đầu em mới suy nghĩ, em mới kêu là hay là thôi giờ
không quen ai cứ quen đại đi, rồi thử tới đâu tới khi nào bỏ thì thôi quen người khác đó. Em chỉ nghĩ vậy rồi. Coi như là cái kể từ cái ngày đó coi như là chính thức quen nhau đúng không? Hai đứa quen nhau được 2 tuần thì hôm nay em ở nhà em nhắn tin cho anh, anh định bao giờ thì ấy em vậy? Cái anh mới hỏi em là ủa em muốn ấy là em ấy thì sao? Cái xong rồi anh nói là ừ thì anh cũng định ấy em rồi, nhưng mà anh thấy là anh phải tìm cái dịp để anh ấy em cho nó đàng hoàng xíu. Lúc mà em hiểu ấy là như vậy em sốc không? Dạ cũng có sốc chút. Sốc nhưng mà đã đúng không? Đã đúng không? Trước khi ấy thì các bạn có gì đó hồi hộp ngại ngùng không? Hồi hộp sợ không? Dạ sợ gì không? Lúc đầu em cũng suy nghĩ chứ, trời có khi nào bắt mình đổ vỏ hay gì không trời. Tự nhiên đâu thể nào một người con gái họ chủ động được như vậy. Em cứ ngồi em nhìn cô, em cười không à. Kiểu như khúc lãng mạn là khúc đưa cái mặt cho nhau rồi nè, là hai đứa lại cười, mà cái mặt anh mắc cười lắm. Thà là người ta là người ta lim dim hay sao không. Anh chọn cho nhìn em vậy nè, em mắc cười gần chết luôn, em cười hoài. Lúc đó sao đâu Quân? Tại vì mắt của cổ rất là to nên thành ra em khi mà kê sát lại gần cũng cứ nói mắt em rất là nhỏ. Nhỏ hơn mắt cổ rất nhiều nên tiếng khi gần em cứ mở mắt ra em nhìn. Rồi bắt đầu cái gì tới nó cũng tới đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó bên bao lâu thì các em mới cưới nhau? Lại một câu chuyện rất dài dòng nữa hả? Rồi cái tim của em có 9 người nhưng nó hứng lên cái mọi người nghỉ hôm đó chủ nhật. Cái có một con bé trong tim em là ở Đồng Nai, nó nói là ở đây có một cái ông thầy lang, ông có bắt mạch hay lắm. Cái bệnh gì em cũng biết hết á. Thì khi mà em với anh này vô khám thì ông bắt mạch cho em với anh này. Em thì ông kêu là ừ nhìn con là mặt là xanh xao rồi nọ, chắc thầy nghĩ là chắc con cũng khó con nha. Còn anh này thì ông kêu là chắc con cũng lao lực mệt mỏi nhiều nên là chắc con cũng khó con. Thành ra là hai đứa phải rất là hoang mang. Cái em về em mới suy nghĩ, tại vì em là một người tuy là em suy nghĩ rất là thoáng nhưng em rất là coi trọng gia đình. Sau một đêm chằn chọc suy nghĩ, hôm sau em mới đề cập với anh này là bây giờ em nghĩ vậy nè, bây giờ mình ấy cho nó có bầu đi, mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới, anh chịu không? Cái anh này mặt cũng giờ mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới. Thế là từ đó thì hai đứa cứ ấy khi nào có bầu thì thôi. Thì rất là may mắn đó là vài tháng sau thì em có bầu. Cái xong hai đứa cưới là đến tháng 11 năm 2017 là tụi em cưới nhau. Lúc đó là em đã có bầu được 4 tháng gần 5 tháng rồi. Sau khi biết có bầu thì ảnh là người chủ động cầu hôn em đúng không? Cái khúc cầu hôn là từ 1 tháng sau khi quen nhau rồi. 1 tháng sau là 14 tháng 2 thì gần đến ngày đó anh mới nói là em thích quà gì anh tặng. Cái em mới nói là bây giờ anh mua nhẫn cầu hôn em đi, từ nhỏ lớn em chưa ai cầu hôn em hết. Cái em cũng chỉ là một câu nói đùa vậy thôi. Cái anh cầu hôn em thiệt. Cầu hôn thiệt. Anh mua thiệt. Sao? Cầu hôn sao Quân? Dạ thì em chỉ nghĩ đơn giản là cô kêu mua nhẫn cầu hôn, tại vì vốn dĩ là từ trước giờ em cũng chưa có mua nhẫn để cầu hôn ai hết. Xong rồi sau đó thì em có nhờ một bạn pha chế trong đó làm một cái ly cà phê, trên đó có khắc cái chữ là Will you marry me. Cái will you marry me nó ghi sai chính tả. Trời ơi em đọc hoài, em ngồi nhìn cái ly cà phê hoài luôn. Mà em là dạy anh văn. Anh này không biết là anh nói với cái bạn kia ghi sao mà ghi sai chính tả. Nhưng em không có dám nói, em sợ anh quê. Là anh có nói câu nào đúng không? Cái mặt anh cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, mắt anh cũng tròn tròn nhìn em rồi cũng đưa nhẫn rồi đeo thì em đeo thôi. Cái xong rồi đeo anh còn kèm thêm một câu. Anh kêu là mai mốt nếu mà em có lỡ mà em yêu thằng khác em chia tay anh á thì em trả lại anh cái nhẫn. Trời ơi. Quá thực tế. Đeo đeo nhẫn xong hai đứa ngủ uống cà phê, mỗi đứa ly nước uống xong rồi hết. Mà nói chứ cũng rất là lãng mạn đúng không? Đúng rồi. Cũng rất là hay. Chỉ có sai chính tả một chút thôi. Trong cái thời gian mà tụi em từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau á, có khi nào cãi vã, có khi nào chia tay nhau không? Trời ơi, một tháng quen nhau chia tay 880 lần. Trời ơi. Em chỉ cần nói một câu thôi là cũng cãi nhau. Cái thời gian mà quen nhau á, em có ghen không? Dạ có, tính em thì rất là ghen nhưng mà em ghen rất là đúng chỗ. Tại vì em có một cái yêu cầu thôi, có nghĩa là khi nhận lời quen em rồi thì đừng có đi chơi hay hẹn hò riêng với một người con trai khác. Em không cho phép điều đó. Nhưng mà cứ xảy ra hoài. Ủa kỳ vậy? Kiểu như là em nói dối quá nhiều lần rồi, em không thể nào em nói dối được nữa, em mới buột miệng ra lại cái miệng của em hại em. Hay anh định vị em đi để anh khỏi phải thắc mắc là em đi đâu. Tại vì anh ghen quá nhiều lần và anh định vị em thiệt. Là từ đó trở đi là em mà có đi ở đâu là anh cũng biết hết. Nhưng anh này thì anh thấy đi với trai là anh nghi ngay là em quen người khác. Ủa nhưng mà định vị sao biết là đi với trai? Ý là đang nhắn tin nói là đi ra nhà gì mà em biết nhà gì ở đâu. Cái bắt đầu em mở định vị ra em coi là nhà em với nhà cổ cách nhau tới hơn 10 cây số lận. Mà khi em mở định vị ra em coi thì thấy cổ đang gần nhà mình, cách nhà mình có 1 cây số à. Thế là em xách xe em chạy ra tới định vị đó, bắt đầu em ngó quanh hết.
em thấy đang ngồi ăn ốc với một bạn trai khác rất là tình tứ. Em chưa có làm lồng lộn gì hết, em lấy điện thoại ra em gọi, em gọi 5 cuộc không bắt máy một cuộc nào luôn. Em đứng nè, em đứng em chờ coi tiếp tục sẽ làm gì. Cái ăn ốc tính tiền xong cái lên xe người đó chở đi về tới nhà người đó luôn. Cái bắt đầu em mới lúc đó là em theo tới nhà luôn, mà em hỏi là bình thường á em hẹn với anh 9 giờ em đòi về nhà, em nói là bố mẹ em khó lắm, mà lúc đó 11 giờ đêm rồi với một người con trai khác, em kêu em không chấp nhận được, em nói chia tay đi. Nhưng mà sao nên cuối cùng thì cuối cùng ở đâu chia tay đâu ạ? Tại sao, lý do, làm cách nào? Em không biết sao em nói hồi cái thằng ra là anh sai. Em khóc rồi em làm tùm lum tùa lưa, em nói lý lẽ sao rồi cái văn chương em nó lai láng sao rồi anh thấy anh sai anh xin lỗi em. Nhưng mà cái người con trai bạn ốc với em á là ai? Là bạn bình thường thôi. Nhưng mà tại vì em là cái tính em nó hơi đàn ông xí, thành ra là em chỉ chơi được với con trai thôi. Chứ em không phải là em có ý vì anh đó hay sao hết. Còn bây giờ còn định vị không? Dạ vẫn định vị. Là em có về gần tới nhà là em thấy là vừa mới định mở cửa là thấy anh đứng đang bật đèn anh chào em rồi. Đứng ngay trước cửa luôn. Rồi các em là cưới nhau được bao lâu rồi? Hơn một năm rồi. Hơn một năm, dạ. Bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ tháng sau là được một tuổi. Rồi bây giờ là đại hội vạch mặt nha. Có bao nhiêu chuyện xấu thì tất cả ở đây ai cũng muốn nghe hết. Mời Quân kể trước đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Tật xấu thì em thấy là cô mua sắm nó hoang phí. Tại vì em cứ dặn đi dặn lại là đã mua cái gì là phải dùng. Mà cái tính của cổ là thấy đẹp là mua. Bị cái bệnh là thích mua đồ lót. Mà mua đồ lót thường người ta đâu có cho thử. Cứ mua về xong cái về nhà bắt đầu mới mặc. Mặc xong cái thấy không vừa ý cái cốc. Nguyên một ngăn tủ em soạn ra toàn đồ lót mới toanh không mặc luôn. Rồi cái thứ hai là rất là bề bộn. Em dọn phòng sạch bông vậy đó, cái qua ngày hôm sau lại bày rất là bừa bộn và em cứ la hoài à. Hoang phí nè, bừa bộn nè. Rồi còn gì nữa không? Khi mà cưới nhau về, tại vì lúc đó là vợ em cũng có em bé, cổ bị stress đó. Khi mà mang thai thì cái nhan sắc của cổ ngày xưa rất là đẹp. Thì khi mà có em bé rồi bắt đầu da nổi mụn. Rồi tóc bị rụng, bị hói hai bên đầu nè. Nên cổ cứ bị áp lực tâm lý là mình xấu đi rất là nhiều. Nửa đêm thì cứ khóc vậy đó. Em đi làm cả ngày thì rất là mệt. Mà về cứ thức đêm như vậy thì cả tuần mà cứ ngày nào cũng khóc vậy. Thì thật sự là em cũng bị áp lực và bị stress theo rất là nhiều. Tại vì rất là mệt. Như vậy chắc cái chuyện kia chắc không có được đúng không? Dạ hầu như là ngưng hẳn. Em không cho đụng hả? Không, cái vấn đề nó rất là sâu xa. 3 tháng đầu vẫn bình thường, nhưng mà đến khi đến tháng thứ 4 em cảm thấy cái người em thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là em mọc râu mà nó lơ tơ như này là có thấy lăng quăng như này luôn nè. Có râu luôn, mà lông chân mọc bên chân phải, bên chân trái không mọc. Đó, cái giọng em nó ồm ồm. Hồi trước giọng em rất là trong trẻo. Là bây giờ em cứ gọi rap là nó kêu alo anh đang đứng ở đâu rồi em tới liền. Trời ơi là trời. Là như kiểu em bị chuyển giới vậy đó. Đó trời ơi. Em buồn lắm. Chồng em là cứ nắm tay em rồi ôm ấp như người ta là cũng hơi rạo rực. Em không có rạo rực luôn. Em đơ ra thế này nè. Còn khi mà chồng em là hết cách rồi, cái hai đứa ngồi coi phim ấy chung với nhau, em hay gọi là phim hoạt hình đó, thì em cũng đơ. Anh này thì ở bên cạnh làm thấy ghê lắm, rồng lộn ghê lắm. Còn em cái bên này em không có cảm giác gì luôn. Mấy lần rồi em thấy anh ấy cũng hụt hẫng quá rồi. Thấy thương đúng không? Dạ thấy thương ghê luôn á. Tức là toàn phải đi tự xử thôi. Trời ơi tội nghiệp lắm. Là em thấy cứ đứng trong nhà vệ sinh lâu mà ra mặt thỏa mãn là biết là chết lên vô làm gì chồng. Không. Trời ơi em biết. Nhưng mà rất là thương. Nhưng bây giờ không biết làm sao. Giờ làm sao giờ? Em mới dùng tình yêu thương. Em mới nói vậy anh. Thôi tạm thời là 9 tháng 10 ngày này thì hai mình là tình đồng chí đi. Rồi mai mốt cái tình khác thì nó có sau cũng được. Anh đừng có ra ngoài đi với ai nghe. Em buồn em khóc đó nha. Đó cái là anh kêu anh hứa với em là em không có ra ngoài với con nào hết. Là tới chỉ là cứ đi làm về là về nhà với vợ. Em rất là tin chồng em. Tức là chồng em rất là tâm lý là sợ vợ mình sẽ suy nghĩ này nọ. Nên là đi làm là về liền. Bây giờ còn giống hai thằng đàn ông không? Hay là coi nói như chung là nó cũng không còn được như trước nữa đâu. Nhưng mà ý là anh ấy rất là tâm lý ở chỗ này nè. Anh thấy em bị vậy và anh biết là em bị nội tiết. Anh mua sâm, mua sữa đậu nành, anh làm đủ trò để anh chữa bệnh cho em. Thì em cũng được cải thiện thật. Cái mụn trên người cũng bớt, rồi râu cũng rụng. Lông chân cũng rụng luôn, giờ chân em lá ngò không có miếng lông rồi hết. Rồi bây giờ tới phiên em đó. Tật xấu của anh ấy có gì không? Em thấy là vô cùng nhiều. Chồng em cứ buổi sáng mà em từ nhà vệ sinh bước ra ngoài là thấy một cái đống tròn tròn ở đây. Cái gì vậy? Là chồng em tụt quần ra để nguyên hình tròn đó luôn.
để nguyên những cái hình tròn như vậy luôn. Còn vớ thì một chiếc ở chỗ gần bình sữa của con, một chiếc ở trong cái hóc nào chắc chuột gặm hay tha gì trong đó đó. Có hôm đi làm còn mang chiếc này chiếc nọ tại vì không thấy cái chiếc kia. Nói chung là nó rất là lộn xộn. Với cả cái cách hai vợ chồng xưng hô nhau rất là mắc cười. Hai đứa thích thì bà với tôi, không thì bạn Quân với bạn Linh. Lâu lâu thì mày tao. Mày nhớ cái mặt mày nha mày, mày không có thương tao nha. Hay là nói chung là kiểu rất là ọc ẹo nhõng nhẽo rồi đó. Mà chồng em cũng vậy luôn. Rồi áo lụa của em cũng mang ra mặc luôn. Chồng em là cũng hay đi tiệc công ty là thấy áo lụa của em đẹp đẹp. Mà kiểu mặc kiểu Sơn Tùng MTP đó. Là cũng mang ra, em thấy anh mặc cái áo lụa em sao. Trời ơi em hốt hoảng, em kiểu anh có BD không vậy. Em rất là nghi ngờ về giới tính của chồng em. Nhưng mà ngoài những lúc đó thì chồng em rất là men. Rất là thương em, rất là đàn ông. Rồi bây giờ em mong muốn Quân thay đổi điều gì, Linh? Tức là đừng có làm cái hình tròn nữa, nó mệt. Nói chung là gọn gàng xíu. Gọn gàng. Với thứ hai đừng có la em nữa, la em hoài à. Tính em nó vậy rồi, bây giờ sao có ở nhà mà. Là ai kèo trên? Nói chung là cứ la qua la lại. Nhưng mà nói chung là bây giờ em rất là nghe lời ảnh. Tại em thấy là bây giờ càng ngày thì em càng thấy là em yêu chồng em nhiều hơn. Tức là chồng em lo cho em rất là nhiều thứ. Và chỉ cho em những cái mà em nên ghém ghém lại, em nên tém tém lại xíu. Thì em sẽ được người ta yêu thương và người ta quý hơn. Rồi, tôi Quân, Quân mong muốn Linh thay đổi điều gì? Em thì chỉ muốn Linh là tiêu xài bớt bớt lại xíu. Tại vì ở đây là hai vợ chồng cũng bắt đầu xây dựng một cái mái ấm và cần phải lo nhiều thứ hơn cho con á. Chỉ mong là tiêu xài đúng đúng mục đích. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Mà chị hỏi nè, hai con em là con trai hay con gái? Dạ con gái ạ. Ừ. Con gái hả? Dạ. Thì chị nói em đừng thèm la vợ em nữa. Em hâm. Dạ. Đồ này mà bà mua không hết tôi lấy tôi bận. Là nó là vợ em sẽ phải điều tiết lại. Nói nè, tôi bận mà thiệt, con gái mà nó thấy con gái bà đó mà nó thấy tôi bận vậy nè, mà nó có suy nghĩ gì bà ráng chịu bận hết cho chị. Dạ. Thôi nói chung là mỗi bên sẽ bớt một chút xíu để ngày càng hoàn thiện hơn. Dạ. Nha. Dạ. Thôi thì bây giờ chúc hai em nha, mãi mãi hạnh phúc như thế này nha. Một vài năm nữa sẽ có thêm một hoàng tử. À. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ em đứng ở đâu? Mặc áo màu gì? Em nói em mặc cái áo sơ mi trắng rồi hết. Trời ơi, em nhìn lại giống như một đứa học sinh nào vậy á. Dạ, chứ không phải là một đứa ở trên mạng nữa, cao rồi lại kia mà nhìn chững chạc. Dạ. Rồi, lần đầu tiên hẹn hò mà rủ đi ăn mắm tôm. Dạ. Trong khi ổng ăn mắm tôm rất là ngon lành và rất là cuồng nhiệt đúng không? Dạ. Dạ. Em ngưỡng mộ em cũng khó chịu lắm. Cho nên lâu lâu em cũng hay nhìn ảnh á. Em hiểu cái ánh nhìn của người ta chưa? Em kêu anh ơi, mua đồ ăn cho em với. Cái em cũng tới chỗ khách sạn bạn. Mình cũng ăn uống được kia xong xuôi rồi. Cái em nói thôi anh đi về nha. Anh cái nhi kêu anh cũng mệt thì thôi anh lên cho nên nằm nghỉ xíu đi rồi cho nó khỏi xíu. Em không chịu. Em không chịu. Càng nghi ngờ nữa. Em không chịu luôn. Cái bữa đó là em cũng nghi ngờ lắm. Em thử đó. Chứ em thấy gì mà đàn ông gì mà kỳ vậy. Một hai ba tháng rồi mà có làm tay rồi thân mật cũng không có. Hôn má cũng không có luôn. Đúng ở trong đầu em nghĩ sao? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng trò chuyện tiếp với một cặp đôi nữa. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào em. Tiên đồng ngọc nữ đó, ngồi xuống kênh nè. Chào xin một cặp nè. Chào nói. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào em, chào anh Thuận, chào chị Dân. Em là Ngô Tuấn, năm nay em 27 tuổi và nghề nghiệp của em là diễn viên. Còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Dân. Em tên là Hồ Nhi, năm nay em 25 tuổi, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dược sĩ? Ủa, cô bé dược sĩ hả? Nhẹ nhàng. Tôi tưởng em trong showbiz không á, khi nãy cứ nói, ủa sao giống, quen? Giống ca sĩ bolero á chị. Dạ. Rồi, hai em làm sao mà biết nhau? Rồi làm sao mà gặp nhau? Và ai là người theo đuổi ai trước tiên nè? Nói chung là tụi em quen nhau là ở trên mạng. Hai đứa không có một mối liên kết gì hết. Thì tình cờ thì hôm đó Tuấn có kết bạn chung với lại bạn bên Facebook của em. Thì ảnh mới là đăng một cái tấm hình đi xem phim. Nhưng mà ảnh chụp có một mình à. Cái ảnh để một cái caption nói chung là cũng thú vị lắm. Cho nên là em mới like cái tấm hình của ảnh thôi. Nhưng mà cũng không để ý. Cái xong rồi qua ngày hôm sau, cái tự nhiên em mới thấy ảnh inbox bên tin nhắn riêng cho em. Khi anh mới bảo là hello em, kết bạn với anh nha. Cái hai đứa cũng kết bạn. Em có coi khái quát rồi thì em cũng biết ảnh là diễn viên. Tại thật sự là khi mà em với Nhi kết bạn với nhau á, là lúc đó em đi buôn hàng. Tại vì em là ngoài cái nghề ra cái diễn viên thì em còn có kinh doanh thêm. Thì chúng ngay cái lúc mà em vừa mở khóa là một cái là bạn này vừa like luôn. Em với tính của em là thật sự khi mà em kết bạn với ai mà em vô, thứ nhất
cũng phải xin chút xíu. Nói chung là ngoài đồng nghiệp ra thì cũng phải cho nó chữ dạ dạ đúng rồi dạ Facebook cũng đàng hoàng chút xíu. Em thấy ồ con này cũng đang sơ tết, cũng tâm trạng này kia, cái em lé là một cái em kêu ồ dễ thương, cũng tâm trạng này kia, cái em vô em cũng inbox em kêu à em ơi các bạn với anh nha, dạ cái em kêu đồ dạy trai. Bao lâu thì hai đứa gặp nhau ngoài đời? Chắc là khoảng từ khi mà anh đi về thì khoảng chỉ một tháng sau. Cái ấn tượng đầu tiên lúc mà gặp nhau thì sao? Nhìn thấy cô ấy ở ngoài đời và cái hình nền thì sao? Lúc đó thì em đang chạy xe, chắc là em muốn té xe luôn. Sao? Tại vì trên mạng bạn quá cao, bạn quá hoàn hảo đi. Ở ngoài cũng thật sự là đẹp có, dễ thương có, nhưng mà chiều cao là không đúng. Em nhớ hoài luôn là Nhi mới nói em là ừ anh ơi em đứng ngay chỗ góc ngã tư nè, em chạy qua chạy lại không em thấy. Không thấy ông kêu ủa sao kỳ vậy ta, nói với mình đứng góc ngã tư mà có khi nào ảo rồi hẹn hò ra rồi bùng rồi kia không chịu gặp mình hay không. Bùng em cứ mực. Em kêu bây giờ em đứng ở đâu, mặc áo màu gì? Kêu nói em mặc cái áo sơ mi trắng rồi vét. Trời ơi, em nhìn lại giống như một đứa học sinh nào vậy á. Dạ, chứ không phải là một đứa ở trên mạng nữa, cao rồi lại kia mà nhìn chững chạc. Dạ. Còn em thì sao, lúc mà em gặp bạn này thì sao? Lúc đầu em gặp ảnh á thì thấy ảnh cũng kiểu mà bóng bẩy á, trau chuốt cái hình thể nhiều. Em nghĩ là chắc ảnh cũng đào hoa lắm, cũng nhiều cô lắm, cho nên là mình cũng không có nên đặt nặng cái vấn đề đó. Mình chỉ gặp cho biết rồi có thêm bạn vậy thôi. Tại vì thấy ảnh nghề diễn viên thì mình cũng sợ. Sao quá, khoái hàng chết. Khoái hàng chết giờ đúng rồi. Lâu cái em liếc qua cái nhìn em bỏ xuống. Ủa mà nhìn đâu, vừa gặp nhau. Dạ không, tại vì gặp nhau xong rồi đi đâu? Gặp nhau xong nhớ lần đầu tiên là hai em hẹn nhau hẹn hò là đi ăn uống là bún đậu mắm tôm. Ai gợi ý đi ăn nói vậy? Dạ chắc đó là em. Thật ra cái món đó là món chị khoái khẩu của em. Dạ đúng rồi, em thích ăn cực kỳ luôn. Mà bữa đó em ăn không được, cái em ngồi có nhìn bạn thì bất chợt em nhìn thấy bạn nhìn em rồi cái dấu là cái liếc rồi vậy kia. Rồi em cũng nói chắc là cũng thích mình rồi. Dạ đúng không, có phải là lúc đó là em đã thích ổng không? Dạ không, em không có khái niệm. Ổng hiểu mặt. Em là không có khái niệm thích vẻ bề ngoài. Anh rủ em đi ăn nhưng mà sao em nói trời, lần đầu tiên hẹn hò mà rủ đi ăn mắm tôm. Nói xong rồi kia rồi em phải xin nước tương chứ em không có ăn được. Không biết ăn mắm tôm. Em không biết ăn mắm hả? Trong khi ổng ăn mắm tôm rất là ngon lành và rất là cuồng nhiệt đúng không? Em ngửi mùi cũng khó chịu lắm. Cho nên lâu lâu em cũng hay nhìn ảnh á. Em hiểu cái ánh nhìn của người ta chưa? Dạ, cái ánh nhìn mà suy nghĩ mà cái thẳng thốt khi mà cái ánh nhìn là ánh nhìn thẳng thốt khi mà anh ăn khí thế. Thẳng có thể ăn cái cách mà cũng ngon lành như vậy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà là em là ở thành phố hay là em ở tỉnh? Dạ không, em ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Như vậy là ăn xong là em về Vũng Tàu? Dạ đúng rồi. Sau cái buổi ăn đó thì đứa nào gục ngã trước đứa nào? Dạ chắc là suy tư là em. Đó thì giờ ông tự nhận thôi. Tóm nói về mình cũng lạ lướt chút xíu, mình cũng nhắn tin cũng thăm dò này kia. Dạ. Rồi xong sao rồi em có chạy xuống Vũng Tàu không hay như nào? Dạ có, sau cái ngày hôm đó thì em có đón xe xuống, mà thật sự là từ đó giờ em không biết là xe khách có tuyến từ Sài Gòn về Vũng Tàu luôn. Nhưng mà thật sự nhờ Nhi một cái em biết là từ ngày hôm đó em xuống hoài luôn, thậm chí rảnh một cái chạy xuống. Bao nhiêu chuyến xe thì mới chinh phục được người đẹp? Em không biết sao chứ cái anh tài xế Hoa Mai là anh nhớ mặt em luôn á. Hoài luôn á. Dạ, một tuần khi em đi 3-4 lần. Đi năm mới cua được hay là đi dạ mấy không, tháng? Dạ không, có đâu, dưới như cái ngoại hình của em thì tầm tháng là gục ngã liền đâu. Đó, bây giờ hỏi Nhi nè, ổng tỏ tình như thế nào và cái việc mà ổng đi tới đi lui như thế nào mà em chấp nhận không? Ở trên đây á, ảnh nói mạnh miệng vậy thôi chứ gặp em á, ảnh nhát lắm. Trời ơi, nó xong rồi đó em. Cái lần đầu tiên gặp nhau á, là ảnh cũng chỉ nói là em ăn đi, em uống đi, có hai câu thôi. Vậy đó hả? Dạ. Để chừng nào mới nắm tay nắm chân được? Không nắm tay luôn. Mà có nghĩa là không dám nắm hay sao? Em không biết là ổng thiệt hay ổng diễn với em. Mà em nói cái nhìn cái mặt này cũng gian lắm. Nhưng mà sao mà thấy sao mà nhát quá vậy? Mà mỗi lần đi chung á, ổng cách xe 10 mét vậy á. Không, mà đi trước không à. Em thấy gì mà lạnh lùng quá. Rồi cũng thôi. Tối cái ảnh tự nhiên gọi FaceTime cho em. Cái ảnh nói liên thuyên, ảnh nói cái gì tào lao. Cái xong rồi nói tới 10 giờ đêm. Cái em buồn ngủ quá. Cái em nói là bây giờ anh còn nói gì nữa không? Thôi em ngủ nha, mai em phải đi làm sớm. Ảnh nói khoan, anh có chuyện này muốn nói. Cái em cũng đợi cái ảnh nói tào lao tiếp. Ảnh nói tới 1 giờ luôn. Em mở mắt hết lên rồi. Cái em để điện thoại xuống giường luôn.
cái tí em giật mình và em thấy 2 giờ mà vẫn còn nói. Em nói mà Nhi nó không trả lời mà em vẫn nói được luôn. Dạ thật sự lúc đó là tâm trạng của em lúc em đang bị rối á, mình muốn đặt thẳng vấn đề nó, bây giờ sao cho quen không hay là sao, là bằng gái nha của anh nha, là trong bụng muốn nói, trong bụng muốn nói vậy nhưng mà mình cứ liên thuyên, mình cứ nói đâu dạ, đâu, đâu, đâu 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 không à. Dạ bao lâu rồi nó mới nắm tay? Dạ chắc quen nhau cũng được 2 tháng mới nắm tay. Mà dạ. Nắm ở đâu? Giống như cái nắm tay vô tình thôi, giống như là em đang băng qua đường à. Thì đó ảnh nắm tay anh dắt em qua vậy thôi. Em còn nhớ rất rõ là khi đó là hai đứa đi chung Đà Lạt với nhau, là ở trong riêng luôn, đi một nhóm mà riêng luôn, nhiều khi cũng muốn họ quay qua cũng tọt te một xíu, cũng hai tháng rồi mà vừa muốn là nhùng sợ không dám, có không hiểu, em có không hiểu là tại sao nữa. Có nghĩa là trong cái chuyến đi đó là chỉ có vô tình nắm được cái tay là cuối cùng hả? Dạ. Cái em cũng thấy tẻ nhạt quá. Bé này có duyên quá. Dạ. Tẻ nhạt quá là tẻ nhạt. Đúng là tẻ nhạt sao nữa? Tẻ một tức thì mất. Cái xong mà em không biết là ảnh có bị giới tính khác không? Rồi giả bộ quen mình để che lấp mọi thứ, tại vì ảnh đi chung với bạn bè ảnh nữa mà đi du lịch chung vậy đó. Cái mỗi lần mà em muốn hỏi cái ảnh giả bộ anh móc điện thoại, cái ảnh đi ra ngoài ảnh nghe điện thoại, xong mà cái tí ảnh đi vô, cái xong mà tí mà mỗi lần em muốn mở miệng cái ảnh móc điện thoại anh đi ra ngoài, là không cơ hội mà em đã bực bội là em không nói luôn, là em im luôn. Là bữa đó là em định hỏi ảnh gì? Em cũng muốn nói chuyện tìm hiểu sâu về ảnh, hay là muốn hiểu ở trong anh nghĩ em như thế nào. Anh muốn cái gì anh nói đi, anh nói đi đúng không? Tới bao lâu thì anh mới dám làm một cái hành động mà của hai người yêu nhau làm? Dạ chắc cũng phải 4 tháng. 4 tháng là làm gì? Đợt đó là Nhi cũng lên hội thảo Sài Gòn luôn. Thì Nhi alo em kêu anh ơi mua đồ ăn cho em với. Cái em cũng tới chỗ khách sạn bạn, mình cũng ăn uống này kia xong xuôi rồi. Cái em nói thôi anh đi về nha. Cái Nhi kêu anh cũng mệt thì thôi anh lên cho nên nằm nghỉ xíu đi. Rồi cho nó khỏi xíu. Em không chịu. Càng nghi ngờ đó. Em không chịu luôn. Cái bữa đó là em cũng nghi ngờ lắm. Em thử đó. Chứ em thấy gì mà đàn ông gì mà kỳ vậy. 1, 2, 3 tháng rồi mà có làm tay rồi thân mật cũng không có. Hôn má cũng không có luôn. Đúng ở trong đầu em nghĩ sao? Em nói là nếu mà lần này mà không được nữa là em phải nói chuyện rõ ràng. Cho anh nói anh đi về. Em cũng quê. Tại vì mình đã chủ động tới mức đó rồi. Vậy mà anh mặc áo khoác đồ vô hết rồi. Anh nói anh về nha, cái em không thèm nói, em quay mặt vô trong giường luôn. Kiểu em giận á. Cái sao không biết sao đi ra, cái gõ cửa đi vô lại. Cái sao anh cũng lên nằm. Anh nằm anh nghĩ vậy đó. Sao em cũng thèm nói chuyện, em cũng quay mặt vô trong vậy đó. Cái chắc anh thấy xót hay sao. Cái anh đi bắt chuyện. Khều hả Ngô? Xong rồi bữa đó em có thấy là giới tính rõ ràng không? Em cũng chưa xác định được nữa. Em thấy ảnh cũng bóng bẩy lắm. Ảnh cũng trau chuốt bản thân lắm. Với lại mỗi lần mà lúc mà thời gian mà mới quen em á là ảnh ngồi điệu đà lắm. Trước khi em còn manly hơn ảnh nữa. Với xong mà ảnh còn hay nói là anh hay đắp mặt đầu đỏ. Rồi anh phải đi mua đậu đỏ về anh xay anh đắp mặt. Mà trong khi đó em chưa bao giờ đắp mặt nạ luôn. Dạ. Có khi hả đi chơi anh chùm áo khoác rồi bịt mặt kín mít à. Em có khi em không thèm mang áo khoác luôn. Rồi anh chở em trên xe mà anh ưỡn lên vậy nè. Anh ưỡn giống như là chị chở em đi chơi vậy á. Nhưng mà sau đó thì em có nói chuyện một cách nghiêm túc với Nhi hay không? Dạ có. Thật ra là em thì cái giai đoạn mà em mới quen Nhi thì lúc đó có thể là em còn trẻ. Nhưng mà thật sự là tại vì em cũng ra đời từ sớm, em cũng tự lập từ sớm, cho nên là cái suy nghĩ của em nó cũng phần nào đó nó cũng có một cái sự chững chạy chút xíu. Thì em cũng đã nói với Nhi về chuyện sau này như thế nào, rồi cũng đặt nặng vấn đề là cũng cưới Nhi. Và cưới Nhi này kia, rồi cũng trao đổi với nhau về công việc hai đứa, những cái khó khăn. Dạ bao lâu thì làm đám cưới? Dạ là tính từ thời điểm mà quen biết nhau thì 4 năm, nhưng mà tụi em chỉ mới cưới nhau vào năm ngoái thôi. Sao tới 4 năm mới cưới vậy em? Dạ thì có trục trặc gì không? Dạ có, nói chung là trong quá trình 4 năm đó thì cũng năm bắt đầu năm thứ 3, cuối năm 2 thì cũng đã có một cái sự trục trặc là hai đứa chia tay nhau khoảng chừng 5-6 tháng rồi, cũng gần nửa năm. Lý do lý do dạ lý do là kiểu lúc đó công việc của ảnh
cũng nhiều, rồi ảnh đi quay rồi ảnh không có quan tâm. Nhiều khi thì em cũng tủi thân. Vì lý do nào hai đứa trở lại? Lúc mà em chia tay ảnh á là em buồn lắm, tại vì em rất là nặng tình, em lụy tình nữa, cho nên là em không có chấp nhận được. Nhưng mà em không có níu kéo, tại em cũng chảnh lắm, tao không quay lại thôi. Nhưng mà mình tự dằn vặt bản thân mình vậy đó, mình tự đau khổ mình vậy đó. Cái xong mà em ở lại cũng không được, em sợ gặp á. Cái xong rồi nên em đi ra ngoài chị em ở ngoài Nha Trang ở, xong rồi làm việc ở ngoài đó luôn. Thì em kinh doanh thêm, mở shop quần áo. Thì em cứ vùi đầu vô công việc vậy á để quên. Nhưng mà tối về thì em cũng nhớ à. Cái ngày đó em nhớ là kỷ niệm quen nhau là ngày 9 tháng 3. Sáng đó em có đăng một cái status là chúc mừng ngày kỷ niệm của riêng tôi. Là em chỉ đăng trên tường cá nhân của em thôi. Cái xong rồi cái hai hôm sau thì em có về lại Vũng Tàu. Ảnh cũng có gọi cho em. Lúc đó chắc ảnh tỉnh rồi. Gọi nhưng mà có xuống không? Dạ có. Thì xuống là bắt đầu là xuống là quay lại đổ vào cách để mà quay lại. Quay lại rồi bao lâu thì cưới? Quay lại thì chắc cũng mấy tháng. Tại sao? Thật ra là lúc tụi em quay lại với nhau là khoảng chừng 4 tháng sau là có tin vui. Dạ có tin vui. Thật ra là nó càng thúc đẩy cho tụi em trong cái việc cưới luôn, dạ, luôn. Dạ, đúng nhau rồi. Luôn. Dạ. Rồi, cưới số luôn. Phận rồi. Dạ. Rồi. Là bây giờ em bé là mấy tuổi rồi? Dạ em bé được 4 tháng. 4 tháng. Wow. 4 tháng. Trời 4 tháng mà phọt phiết đồ ngon lành đó. Ở với nhau một thời gian mới như vậy, chính thức vợ chồng. Bây giờ anh hỏi em nha, cô có tật xấu gì không? Nói về tật xấu của Nhi thì cái tật xấu mà làm cho em cảm thấy khó chịu nhất ở Nhi là Nhi không chịu ăn uống. Chẳng hạn như nhiều khi em cố tình dậy sớm kêu Nhi dậy mà Nhi không chịu ăn. Thậm chí như Nhi dậy sớm nhưng mà đi chung với em Nhi cũng không chịu ăn luôn. Là làm biếng ăn nè. Đó, dạ. Cái tật xấu là làm biếng ăn này, còn gì nữa không? Dạ, cái tật xấu thứ hai mà em cực kỳ mà em không thích nữa, đó chính là Nhi, chẳng hạn như ngày hôm đó mà shop quần áo bán hàng không được đó, lỡ đầu về em hỏi gì là hay cầu nhau lắm. Việc kinh doanh mà thì bán không được là dạ đúng rồi, chỉ có cái đó là mình đâu thế nào mà mình giận lên mình khó chịu chồng mình được. Em mà hỏi không trả lời lúc đầu em cũng cọc tính luôn, em cũng khó chịu. Rồi hai đứa cũng nó ở lại với nhau. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ hay shopping đồ quần áo à. Nhưng mà Nhi có một cái tính rất là kỳ là đồ ở nhà rất là nhiều rồi mà Nhi cứ thích đi mua, nhưng mà tại vì em thấy nó phí cái vật chất đó, mình có thể làm những việc khác chứ không phải tập trung vào những cái chuyện mà sắm đồ như vậy. Em thích. Vậy cái điều mà em mong mỏi Nhi thay đổi là gì? Em chỉ mong là Nhi hãy giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn. Ăn uống nhiều vô để tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Dạ, năng động lên chút xíu. Tại vì Nhi thì hơi nhẹ nhàng. Khi mà Nhi về nhà của em á, thậm chí bây giờ cưới nhau rồi cũng khá lâu, cũng hơn năm mấy rồi, nhưng mà khi về nhà em cũng có một sự rụt rè nhút nhát. Thì em cũng mong là Nhi hãy cởi mở, cũng như tâm sự chia sẻ với lại bên phía nhà của ba mẹ em nhiều hơn chút xíu, cũng như là những người thành viên trong nhà của em. Rồi hãy nấu ăn cho em nhiều hơn chút xíu. Thật tại cực kỳ em rất là thích Nhi nấu ăn, nhưng mà Nhi không bao giờ tâm trạng lắm. Thích thì nấu thì thôi à. Không thích thôi. Dạ đúng rồi. Rồi tới Nhi đó. Mong mỏi gì anh quá. Anh ấy tật xấu gì? Và em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Tật xấu của anh là rất là nóng tính. Mỗi lần mà nóng tính vô là nói chuyện rất là khó nghe mà cứ liên thuyên. Mà em thì rất là ít nói, em im lặng rồi. Em đi chỗ khác mà vẫn lôi em lại. Cái tính của em là em ngộ lắm. Em phải phân tích cho nó ra khoai, ra ngô, em phải rõ ràng. Chứ đừng có kiểu mà đang nói chuyện bỏ đi là em phải kéo tay lại, phải nói còn được. Nói tới luôn, khi nào ra chuyện thì thôi. Muốn là người chiến thắng trong mọi cuộc tranh cãi. Tin là em rất là ghét. Rồi, tật xấu gì nữa? Cái tật xấu là ảnh có cái tính là hay hôn má em lắm. Ảnh hay ngồi cái ảnh hôn bất chợt vậy đó. Ngày nào mà ảnh đi đá banh vậy á, cái người ảnh dơ vậy đó mà ảnh không chịu tắm liền, ảnh lên đi xuống cà nhay xong cái ảnh là ảnh hôn em là em bực bội lắm. Em cứ cọc tính lên hoài à, xong nói là đi tắm đi mà cũng cà nhay lâu lắm á. Lười tắm rồi còn bây giờ ngoan mặc bóng bẩy không? Dạ kỳ lắm anh, đi với em là như là một người ô xin vậy á. Mà ra đường á không có em là giống như ông hoàng. Em không biết lý do tại sao mà em rất là bực bội. Tại vì em, cái tính của em là phải chỉnh chung. Tại vì em đi với ổng lúc nào em cũng xinh đẹp á. Mà ổng đi với em thì nhìn như bần cùng của xã hội vậy. Có khi mang lộn chiếc dép này của em với chiếc kia của em luôn. Mà chiếc dép em nhỏ xíu mà ổng cũng nông vô cho được. Ồ vậy hả? Rồi anh hỏi là trong hai đứa nào ghen?
Chúng dạ. Em cũng ghen dữ lắm. Ghen sao, ghen cỡ nào? Dạ, ghen mà ghen âm thầm á, kiểu giống như là hay kiểm tra điện thoại của em á. Nhưng mà lén lút. Cái xong rồi bữa đó em thấy em đang ngủ, cái cầm điện thoại em đi vô nhà tắm luôn. Cái sao em kiếm hoài không ra, cái tí ổng cầm ra, ổng nói ổng cầm lộn. Cầm lộn ổng vô đó cả tiếng đồng hồ á. Chắc coi đó. Coi còn có nhắn tin với ai. Có trai nào nhắn không đúng không? Kiểm tra từng cái một. Vô album ảnh rồi các thứ. Xong rồi mỗi lần mà em muốn lấy lại đêm làm công việc á là bắt đầu cọc lên vậy đó. Rồi muốn thay đổi điều gì? Là bớt nóng tính lại. Khi nào mà em dịu dàng xuống lại thì anh nói chuyện với em. Chứ lúc đó mà nói là sẽ hai đứa hay căng thẳng. Đúng rồi. Với lại em cũng nói là cái tính của em xưa giờ là nó rất là trầm tính, với lại nó rất là chậm, tại vì em làm cái gì em cũng phải kỹ lưỡng hết á. Cho nên là nó rất là lâu. Cho nên là em cũng muốn thay đổi nhưng mà bản thân của mình cũng hơi khó. Cho nên là em cũng cố gắng nhiều rồi, cho nên là em sẽ làm hết mức có thể thôi. Hai đứa hiện giờ là coi như giống như vợ chồng son rồi còn gì nữa. Và bây giờ cố gắng làm sao để mà dung hòa được cái tôi của hai người lại. Đó, cái tôi của ai cũng lớn cả. Thì thành ra là bây giờ mình muốn sống chung một gia đình, một quỹ đạo, thì là mỗi người phải tề bớt cái tôi của mình. Đúng đi. Không thể nào mà áp đặt là em phải theo anh hoặc anh phải theo em được. Nên cố gắng để dung hòa cái tính khí của nhau đi. Xin chúc cho hai em nha. Trong cuộc sống để gặp được nhiều thuận lợi nha. Chúc hai đứa luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn hai đứa đã tham gia chương trình. Tầm tháng đi, 3-4 tuần gì đó thì em mới bắt đầu để ý. Em để ý là tại vì đó giờ em thích con gái mà mông bự. Nói chung là mong ai bạn nó cũng để ý hết đó chị. Là ông bắt cá hai tay? Dạ không, nhiều tay luôn. Trời ơi. Điểm đó là nói thiệt là chưa có chín chắn. Hay kiểu đứng núi này trong núi nọ. Xong rồi mình gặp một cái người khác mà người ta nói chuyện kiểu như Ngọt ngào thì đó. Là lúc đó là mình dễ bị tác động đúng nhất rồi, đó rồi. Thì thành ra là mình bị say nắng. Em mới gọi FaceTime liền, cái hỏi cái ly nước của anh đâu, cái tự nhiên có một cái cánh tay thò vô bỏ cái ly nước lên cái bàn. Thì xong em cúp máy liền, em nói là không có cần cưới nữa. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Quân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Ngọc Gia Huy, em 27 tuổi. Hiện tại em đang làm kinh doanh cho nhà. Gia Huy kinh doanh bên gì? Dạ, nhà em thì làm về xưởng giấy đó. Mời em. Dạ, em tên là Nguyễn Mỹ Duyên. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại chỉ trông con thôi, với lại phụ lặt vặt trong nhà thôi. Vậy hả? Dạ, nhà trông con thôi. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào? Ai là người để ý ai trước tiên? Dạ, gặp nhau ở chỗ làm. Hồi đó cả hai đều làm trong sân bay á, thì hai đứa là làm ở hai quầy khác nhau, nhưng mà được cử đi support ở một cái quầy là do cái quầy phở trong sân bay nó đông quá. Thì lúc mà qua bên đó support thì mới gặp bạn này. Nhưng mà lần đầu tiên em nhìn thấy anh này, có phải là em bị đứng hình bởi cái nhan sắc của anh không? Dạ không, hai đứa lúc nào ghét nhau. Lúc mà làm á thì có va chạm là không có làm đúng theo cái setup ở cái quầy đó, thì em có nhắc nhở thì bạn này là lúc đó là phản ứng lại với em kiểu như là đã đi support mà muốn làm sao làm mà đừng có mà còn nề nếp này nọ. Còn Huy thì sao? Dạ. Huy lần đầu tiên gặp cô gái này thì có ấn tượng nhau? Dạ, mình lần đầu tiên thì cũng là không thích nhau. Tại lúc đó em có bạn gái rồi. Rồi lúc đó là khách đang đông thì mình lấy nhanh cho khách cái muỗng, nhưng mà chỉ là do là cái muỗng đó không dành để ăn cái món đó thôi. Nhưng mà thật ra là đúng rồi, nhưng mà thật ra là khách lúc đó đang quá đông, em thấy là bạn này là giống như là bị nguyên tắc quá đáng, đúng không? Bị nguyên tắc quá đáng. Nhưng mà làm ở khoảng chừng tầm tháng đi, 3-4 tuần gì đó thì em mới bắt đầu để ý. Em để ý là tại vì đó giờ em thích con gái mà mông bự. Nói chung là mong ai bạn nó cũng để ý hết đó chị. Nói chung là nhìn chưa có nhìn cái mặt, nhưng mà nhìn dạ, trước tiên là nhìn cái vòng ba đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, nói như là sau đó là em chắc chắn là phải có tấn công đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ là hỏi bạn này là nhà ở đâu, em qua em chở đi làm vậy thôi. Lần thứ hai là rủ đi uống nước. Ok, xong cái cũng gần mình cũng lên đồ đi. Tương tất lắm, xong tới giờ đi cái bạn nói bạn mất đi với bạn à. Cái lúc đó là em đã bớt ghét bạn này chưa? Dạ có rồi, thì lúc theo là cũng chứ số điện thoại rồi nhắn tin với em á qua Zalo không à, chứ không có xài Facebook nhiều. Thì sau này em mới phát hiện ra là có bạn gái, là giấu bạn gái trên Facebook á, cho nên là thành ra là cứ lấy Zalo nhắn tin. Là ông bắt cá hai tay? Dạ không, nhiều tay luôn. Trời ơi.
Thời điểm đó là nói thiệt là chưa có chín chắn, hay kiểu đứng núi này trông núi nọ. Em quen với lại bạn gái trước của em là 6 năm. Nhưng mà giống như là quen nhau lâu quá cái chán. Với lại lúc đó cũng trẻ con lắm. Mình hay đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mà khi mà gặp cô này rồi là giải quyết hết mấy ngọn đồi đó rồi. Dạ, dứt điểm luôn. Lúc đó là support xong là em phải đi ra Hà Nội công tác. Em đi một tháng. Thì lúc đó bạn này bạn phát hiện là trước cái ngày đó. Dạ, có một người cũng đang cua em luôn. Thì cho nên là trước cái ngày em đi á, là hẹn đi chơi, ra là hỏi em luôn là có chịu quen hay không. À, nếu mà quen á thì duy trì là vẫn nhắn tin này nọ để tìm hiểu, còn nếu như mà không á thì là thôi luôn á. Em trả lời sao? Thì ngày hôm đó là em đồng ý quen, tại vì một tháng nữa là em không có gặp mặt gì hết á. Thì trong quá trình nó tìm hiểu thì cũng đâu mất mát gì đâu, mình chỉ nhắn tin thôi, đâu có bị gì đâu. Rồi cái tình yêu của các bạn á, từ cái lúc mà yêu nghe cho đến lúc cưới thì nó có những cái biến cố gì xảy ra? Bắt đầu quen là đã có biến cố rồi, là nhà em lúc đó phá sản luôn. Em đi làm gì đó nhưng mà mẹ vẫn có làm lại kinh doanh lại. Thì mẹ mới kêu về nhà làm, nhưng mà lúc đó mới quen ông này xong thương quá, rồi cũng đâu có chịu về nhà phụ mẹ đâu, cứ ở Sài Gòn làm, nhưng mà có lương bao nhiêu thì xài bấy nhiêu chứ không dám xin tiền mẹ. Thế còn gia đình Huy thì sao? Gia đình em thì lúc trước thì gọi là nhà có điều kiện khá giả, rồi ba mẹ ly dị xong cái cũng phá sản. Bắt đầu từ hết lớp 12 là phải tự đi làm. Như vậy là hai đứa yêu nhau trong một cái thời điểm cực kỳ khó khăn. Dạ, đúng rồi. Phải tự đi làm, tự có tiền để mà sống. Hồi đó rất là khó luôn, là đi ăn cơm vậy nữa, phải lựa cái quán rồi rẻ nhất mà ăn. Tại vì bây giờ rất là khó khăn. Bây giờ ngoài cái chuyện đó thì trước khi cưới còn cái biến cố gì nữa xíu ha? Dạ, trước khi cưới thì ông này ổng lại sanh tật. Xây nắng đúng không? Dạ đúng rồi. Nghĩa là hồi xưa là em làm ở quán bar, mấy anh chị ở trong cũng quý, kiểu như là mình vô mình không có chọc ghẹo ai hết. Tự nhiên đến lúc gần cưới thì mình mới bị xây nắng. Kiềm chế không được. Xây nắng. Xây nắng ngang ngược vậy đó hả? Xây nắng ngang ngược. Xây nắng ngang ngược là do là gần cưới á, thường gần cưới thì ai cũng áp lực hết á. Tự nhiên cái em với vợ em gây lộn nhiều lắm. Xong rồi mình gặp một cái người khác mà người ta nói chuyện kiểu như ngọt ngào thì đó là lúc đó là mình dễ bị tác động đúng nhất rồi, đó đúng thì rồi. Thành ra là mình bị say nắng. Làm sao em biết được điều đó? Tại vì cái giác quan của em nó rất là ghê. Thì cái ngày hôm đó ông này cũng đi làm mà em coi định vị thì không được, tức là không có mạng, thì em mới gọi luôn, nói đang ở ngoài cà phê. Em nói ủa anh ở cà phê mà bây giờ anh không có 3G, không có wifi, anh chơi cái gì? Cái em nói để em nạp kẹt cho, anh đăng ký 3G cho em. Em mới gọi FaceTime liền, cái ngồi ở giữa cái quán cà phê mà lựa cái chỗ nắng thiệt nắng mà ngồi. Xong rồi cái em hỏi đâu cái bill nước của anh đâu, cái kêu anh không có bill. Cái hỏi cái ly nước của anh đâu, cái tự nhiên có một cái cánh tay thò vô bỏ cái ly nước lên cái bàn. Thì xong em cúp máy liền, em nói là không có cần cưới nữa, bên nhà em là không biết. Em chỉ gọi điện cho mẹ ông này, em nói là bây giờ Huy vậy á rồi con không cưới nữa, rồi không biết mẹ nói sao với Huy. Mẹ la mẹ kêu ý là đó giờ chơi chưa đủ hả, đã cưới là phải xác định. Hên là cũng chưa nói với mẹ vợ cho nên em năn nỉ mình xin lỗi một lần đó thôi, rồi mình chỉ làm thôi. Mấy cái đám cưới bắt đầu mình tự chủ động, mình tự làm, mình tự làm hết. Nói chung là mình sẽ thể hiện bằng mình tự thể hiện, mình tự thể hiện để hết cho vợ thấy. Đúng rồi. Rồi bây giờ cưới được mấy năm rồi cưng? Dạ 1 năm 7 tháng. Cưới được bao lâu thì mới có con? Dạ rồi, vừa dạ. Lúc vừa đi tuần trăng mật là có. Là dính có bầu luôn. Dạ. Rồi bây giờ bạn chồng có tật xấu gì không? Tật xấu của Huy hả? Thì chỉ là mấy cái không cẩn thận thôi, với lại trí nhớ không tốt á, thành ra ví dụ như đi đường á thì không biết đường. Mà em rất hay kêu là anh phải chủ động coi Google Maps hay gì đó để sau này chở con đi học hay là như thế nào đó, biết đường mà đi, thì lại không chịu chủ động mấy chuyện đó. Còn không cẩn thận giống như là làm gì cũng làm đại cho xong vậy đó. Mà còn trách ngược lại em là do em nguyên tắc quá chứ không phải là do Huy không cẩn thận. Bây giờ em có con gái hay trai? Dạ con trai. Con trai chắc là Huy chắc mê con lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Mê con mà có mê vợ không? Dạ mê con với mê tạ chứ không có mê vợ. Mê tạ, có nghĩa là tạ tạ lắm. Thường xuyên là ở trong phòng tạ. Dạ đúng rồi. Ngày đâu đâu được là thường xuyên làm, đâu. Không được. BT là thường xuyên luôn, chỉ có bây giờ từ Tết tới giờ mới là phụ nhà kinh doanh là mới ở nhà. Mỗi lần mà em đi tập là hay kiếm chuyện lắm. Giống như là ghen với tạ vậy. Em đi dạy tự do đi, tới cái giờ phải đi rồi thì em nói hôm nay mưa, ba mày cũng bỏ đi, bỏ mẹ con mình nói này nọ rồi nói này nói kia, cái thế là mình phải ở nhà. Em nói là giờ em làm sao được, nhưng mà phải cho em 2 tiếng để em đi tập. Đó là bắt buộc phải cho em đi tập. Thì bây giờ cũng kiếm chuyện cũng nói để sao cho em nghỉ. Bây giờ mà có mắt làm cho nhà cũng phải đi tập.
Sáng 5 giờ sáng thức dậy đi tập, mà cái giờ đó ví dụ như mà kêu dậy làm gì khác là đâu có dậy nổi, mà kêu đi tự động chủ động dậy đi tập bị thì tả em. Mà không người, biết mê cái gì mà mê còn hơn mê gái luôn, nói thiệt luôn á. Cái đó là đam mê, cái này chị Thiên Ngưng lại chị nói liền. Em đừng bắt chồng em bỏ cái đam mê đó nha. Tại vì em biết sao không? Dạ. Đến một lúc á, khi mà cái tuổi bắt đầu nó lớn rồi đó ha, mà chồng em mà không có thể thao á, em sẽ thấy rất là mệt mỏi. Đúng. Cho nên với những người đàn ông mà có thói quen thể thao là cực kỳ đỡ cho mình. Thành ra là với những người chồng mà có cái một cái đam mê thể thao, em phải dúi cái đam mê đó, mốt đỡ đần ngược lại cho mình. Dạ. Rồi giờ tới Huy. Vợ em thì hay có cái tật là giống như là nóng tính lắm. Nóng một cái là xì ra trước mặt mọi người luôn. Là nè em luôn, em kềm mà nhiều chửi em nữa là bắt em phải mở miệng nói chuyện, không được kềm. Giữa chốn đông người. Giữa chốn đông người. Thế là em về nhà em cũng không nói chuyện hết, phải để cho qua ngày mai thì em mới nói. Hay là đang có hẹn với ai đó, ví dụ như mình có hẹn là đi ăn, đi uống hay đi chơi hay đi sinh nhật hay đi gì đó quan trọng hay cũng không cần biết, giận đùng đùng một cái là anh đi đi tôi ở nhà. Rồi bây giờ cái mong muốn của em với vợ em là gì? Thì em chỉ mong muốn vợ em là ví dụ như có gầy nhau á, hay là có bực mình quá chuyện gì đó thì để đó tối về hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Đúng rồi. Rồi còn em mong muốn Huy thay đổi điều gì? Dạ thì chỉ có cái việc tập tạ của Huy, để em thấy nhiều lúc nó vô lý quá thôi. Bây giờ em mong muốn làm sao để và phân bổ như là bố trí cái thời gian tập tạ để cho nó vừa phải. Dạ cái phân bổ của Huy á là có, nhưng mà có những lúc mà giống như là không có thời gian để phân bổ cho việc đó thì vẫn dành cho việc đó. Bây giờ vậy nè, chị nói em nghe, tụi em hiện giờ nó đang là gì nè, em phải nhớ em quen với người đàn ông này em đã qua quá nhiều những cái khó khăn, những cái gian khổ. Bây giờ trong mắt em người này đang rất hoàn hảo, giờ chỉ còn có mỗi cái vụ mê tạ thôi. Để cho người ta mê đi, em phải cho người ta một con đường người ta xả. Đúng rồi. Còn đúng em mà bích hết rồi là một ngày nào đó hả, trái banh mà nó bể một cái là coi như xong. Cho nên cái chuyện mà mình phải giữ sĩ diện cho chồng mình, trời ơi, mình yêu là mình phải giữ sĩ diện, chứ mình không có được chà đạp, mình cũng không có được chứng tỏ cho mọi người thế là đó, bây giờ ông yêu tôi như vậy đó, tôi muốn làm gì tôi làm. Không, đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó. Đương nhiên bởi vì em còn trẻ, em chưa có trải qua nhiều những cái kinh nghiệm, cho nên là người đi trước, chị chỉ chia sẻ cho em cái kinh nghiệm đó thôi. Dạ. Hiện giờ em là 80% trong ảnh, phải giữ cái đó và giữ hơn như vậy bằng cách khác chứ không phải bằng cách mình đang làm. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em nha. Rồi, dạ. Chúc hai bạn hạnh phúc như vậy mãi mãi nha. Dạ, rồi, xin chào. Cảm ơn. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ, đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó bắt đầu em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Hồi suốt. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng. Nhiều rồi. Khi chạy 4-5 suất mà hung thiệt 4-5 lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó. Em thấy rất là bình thường. Bạn nghe chứ Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên hỏi rồi đi địch đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên. Trời ơi tự nhiên vô xấu. Bỏ ngách cái gì ông nội. Hai đứa nó thích tắm. Cái đó không thích mới là lạ đó. Rồi sao cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng ok. Mà buổi sáng không? Không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Hả? Con đi đâu đây? Dạ con chào cô. Ê, ê cô gì cô? Chào bạn. Chị, đi đâu đây? Kêu cô quen rồi, chào quý vị khán giả. Giờ đi đâu? Giờ, giờ vô thấy an tâm thì giờ cũng kêu vợ. Rồi, rồi ok, vô nha. Nó rần rần vậy. Ê, vô nhỏ ơi. Trời ơi, ai cô, chào cô, mình ơi. Ê, không có chào cô. Chào cô chị. Rồi mời hai em ngồi. Trời ơi, che mặt là nhục quá. Cưới nhau lâu rồi mà tham gia vợ chồng son. Bữa nay mới thấy được cô dâu Đại Ngọc Trâm. Dạ. Chương trình này có hai loại son. Dạ. Son là có thể son từ 1 năm, 5 năm. Dạ. Nhưng mà còn cái son nữa là cho dù sống mấy chục năm đi chăng nữa thì hai vợ chồng lúc nào cũng dành cái tình cảm thiệt là son cho đó. Nhau. Son là gì nè, Trâm lúc nào nhìn chồng cũng vậy nè, say đắm á. Kiểu vậy đó, còn chồng lúc nào nhìn vợ cũng đó, đó thèm khát cái kiểu vậy. Dạ, quan quan nhìn thèm vợ khát. Quan coi nhìn coi thôi. Có thèm cái gì á chứ à, chưa bao giờ làm vậy hết cô thiệt. Rồi nắm tay coi sao đó, đó nắm đó. Nắm tay thì có nắm không? Tay thì được chứ. Dạ. Mà kêu nhìn thèm khát thì ghê. Dạ, lời nói đầu tiên cho
đàng hoàng nha. Đây là nói đầu tiên cho Hoàng Mèo gửi tới quý cô bác anh chị, quý khán giả đang xem đài truyền hình. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Dạ, xin chào cô Dân. Chị Dân. Dạ, anh Thuận nha, anh Thuận. Chị Dân với lại anh Quốc Thuận. Thuận. Đó, nó vậy đó. Và toàn thể quý vị khán giả đang ở trong khán phòng. Mày xả đi Hoàng ơi. Đúng. Trời ơi, cô phải nói không được luôn. Mày Hoàng Mèo như tuổi nè. Dạ. Thôi để giới thiệu được. Nó sinh năm 1979. Bằng tuổi với anh Bin. Dạ, bằng tuổi với anh Bin. Cũng xin lỗi quý vị khán giả là tại sao mình với Hoàng Mèo cứ gọi nhau trên sóng truyền hình là tôi với bạn mày tao. Thì quý vị khán giả cũng thông cảm giùm. Tại vì hai đứa ở ngoài cũng khá là thân với nhau. Rồi bây giờ tới em đó Trâm. Lời đầu tiên cho phép Đại Ngọc Trâm gửi đến quý vị khán giả đang xem đài, quý vị khán giả tại trường quay, chị Hồng Vân và anh Bin lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Bây giờ em bao nhiêu tuổi, công việc em là gì? Vui lắm, nói tuổi ngại quá. Thôi nhỏ hơn Hoàng Mèo nhiêu? 4 tuổi. Công việc hiện tại đó là Đại Ngọc Trâm là một người mẹ của hai em bé rất là tuyệt vời. Và công việc chính bây giờ là diễn viên và quản lý cho anh Hoàng Mèo, đúng không? Có đang học đạo diễn nữa cô. Rồi bây giờ nè, anh Bin. Không, thật sự đó giờ đó. Mình là biết bạn với Trâm. Dạ em hiểu mà. Cái lần đầu gặp gỡ. Cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ như thế nào? Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bơ vơ. Thôi, đó là lúc anh Lộc còn sống cô cái làm một cô cái cô nữa kìa. Khán giả ta nhắc làm một cái kịch thông điệp xanh là nói về chặt phá cây rừng á thì em là đóng vai lâm tặc. Rồi xong cái bả được vé vô coi. Rồi sau này gặp bả mới nói vậy con. Cái này nhìn bố láo thiệt chứ. Mà bạn hồi đó là bạn cạo đầu chọc. Cạo đầu đúng không? Cạo đầu chọc xong rồi để râu ria vậy đó. Kể rồi biết không nhớ gì. Thì ngay từ đầu. Thôi kể đi Trâm. Là vậy, ngày xưa em học trong trường á, em hai diễn viên thì anh Trâm, anh Hữu Lộc á mới vô kiếm đào để diễn tấu hài. Vô nhóm mà ghét ông đó không ưa. Tại cái mặt láo rồi cái kiểu trôi lúc cất. Cái câu hay nói á, phánh tướng. Ừ, kiểu vậy đó. Rồi xong sau này diễn một thời gian đó. Cái đi tới Chăm Ba diễn á, để cái tivi là chiếu là cái vở kịch đó là tình cờ lúc đó em mới nhớ là a thì ra thì có gặp ông này trước đó một năm rồi là không ưa rồi đã ghét rồi bây giờ vô nhóm diễn chung nữa rồi ghét nữa. Sao mà từ ghét mà thành để ý nhau và thương nhau? Ngày xưa lúc mới vô diễn nhóm anh Chùm á, ba mẹ của ông cũng lên phụ Nụ Cười Mới làm này làm kia. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ. Đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó bắt đầu em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Rồi xuống. Chúc mừng. Dạ. Rồi. Đó, rồi từ đó em mới thay đổi cách nhìn, thay đổi cái quan điểm của mình, thử tìm hiểu ổng coi làm sao, thử tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều nữa coi làm sao. Thì khi nói chuyện nhiều thì thấy thì ổng cũng dễ thương, ổng được nhiều đồng nghiệp, nhiều anh chị em trong nghề quý lắm. Hoàng á, Hoàng gặp Trâm á, Hoàng có thích liền không? Gái đẹp mà cô thì đàn ông mới đầu nhìn cũng khoái khoái cô. Đó xong cũng đi diễn cái tiểu phẩm nụ hôn. Có hôn nhau nhưng mà cái hôn đó là chỉ là hôn theo kỹ thuật của cô để đây nè cô. Đó, thấy khán giả vỗ tay. Xong cái này không phải con đề nghị nha cô. Ấy đề nghị. Nếu mà bây giờ mình bỏ tay ra mà mình hôn thiệt để mình coi cái cảm giác như sao được không anh? Ủi, phải liền đúng không? Nghe đề nghị phải liền đúng không? Liền. Trời ơi, gái đẹp đề nghị mà. Làm gái khán giả vô tài quá trời luôn. Được bên gala bầu chọn là nụ hôn nóng bỏng nhất trong gala. Cái lúc mà Trâm nó khi mà rút cái tay ra hôn á, cái cảm giác của con nó là sao? Dạ, nổi da gà cô. Đã đúng không? Dạ. Trâm còn sao? Cảm giác Trâm. Không, em thì bình thường, không có cảm giác gì á. Trời ơi. Trời ơi. Ủa, giờ mới biết luôn hả? Thì về có cảm giác nhớ nhung chọc đào Trâm không? Thì cũng chưa đâu. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng. Nhiều rồi. Khi chạy 4-5 suất mà hung thiệt 4-5 lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Một đêm á, đêm tối. Thì mấy lần mà diễn ngay lễ tình nhân 14 tháng 2 rồi đó. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó. Em thấy rất là bình thường. Tại vì mình diễn mà. Quan trọng là cái hiệu ứng khán giả. Khán giả vỗ tay càng nhiều là mày là nghe, em. Bạn nghe chưa Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên mà hỏi được đi địch đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, mà thiệt hả? Thiệt. Đến bao lâu thì Hoàng mới tỏ tình với Đàn 100?
Tới khi mà là ông ôm hôn em ngoài hồn rùa là lúc đó cái nụ hôn đó em mới cảm giác là nhưng nó mà có trước tình đó là Hoàng nó cũng đã tỏ tình với nói em rồi nghe. Đúng không? Dạ không cũng phải. Có nhưng mà chỉ là nắm tay rồi đi chơi ngồi sau xe rồi ôm ổng thôi chứ không có một cái nụ hôn nào mà thực sự là làm cho em cảm thấy cái đó là tình yêu. Mà lúc đó mấy giờ? Cũng khuya, cũng phải 12 giờ mới một. Mà sao mà từ con gan dữ vậy, con phóng vô lần hôn nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một mà con. Mẹ vợ cũng bán cũng trễ đó cô. Tại vì cô mẹ vợ thương lắm đúng không? Đi nhậu cô hồi đó mà sinh viên chở bà này về. Bà này lên lầu con ra con nói mặt cặp kè. Kè với mẹ. Cô Thảo, con là con nói cô rồi cô cứ yên tâm. Chăm đi diễn với lại anh Lộc với anh Long với con rồi cô cứ yên tâm không chuyện gì xảy ra đâu. Nếu mà có chuyện gì xảy ra con sẽ là người nói cô đầu tiên. Con cặp thôi. Đi. Đó cho nên là sau đó thì miễn sao là đưa về nhà thôi rồi yên tâm rồi không bị sức mẻ sức đầu mẻ chán rồi là mẹ Thảo phải yên tâm liền. Đó cho nên là thừa cơ hội được hôn thôi. Ê Hoàng dữ dâm, tôi hỏi thiệt này nghe. Hai bạn á, hồi xưa là đi diễn chứ anh Trâm á, anh Hữu Lộc á, đi diễn là không phải là diễn ở thành phố mà thường xuyên đi show tỉnh đúng không? Rồi lúc đó hai đứa có khi nào mà ở chung phòng với nhau? Không có, anh Trâm thì anh cho ở một cái phòng, gái thì ở phòng riêng, còn ba anh em thì ở phòng nhưng riêng. Mà hai bạn có đi chung với nhau đi xa không á? Mệt lắm, này nó rà nhiều đi lắm. Xa, đó. Đi xa đó. Quá sớm cái gì? Nó hỏi những cái chuyện riêng á. Tự phòng riêng hả? Trời ơi, dạ cô. Ai cũng nghĩ cũng như ổng cái gì á. Nói nghe nè Hoàng với Trâm, cái lần đầu tiên á. Lần tiên sao? Nó sao? Nó bị đặt ra. Ở tỉnh là không có chuyện đó rồi đó. Không thể được là bởi vì thứ nhất là chị đi diễn. Đúng rồi. Đi du lịch xa. Du lịch xa dĩ nhiên cũng làm gì làm chứ ông nặng. Hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên. Trời ơi tự nhiên vô xấu bỏ ngách gì vậy ông nội. Hai cái đó trái tấm. Cái đó ông thích mới là lạ đó. Rồi sao cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng ok. Nói chung là cả hai đều biết hết đó cô. Là tự nguyện luôn đúng không? Là tự nguyện. Hai đứa tự dụ nhau. Đó, vậy nhau. Được rồi. Ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn. Chứ không lẽ ở đâu? Mà buổi sáng không? Không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Cái đứa thứ gì lập tệ cái gì là buổi sáng hả? Buổi sáng. Đó. Bà hay quá. Không ai dụ ai. Nhưng mà biết có một thời điểm mà hai đứa giận nhau nè. Đúng dạ, không? Dạ. Thời điểm giận nhau mà hơi bị dài luôn. Dạ đúng rồi, giận nhau gần một năm luôn. Trước khi cưới, đợt đó em chia tay xong là em xin nghỉ nhóm chung luôn. Không làm nữa, tại sợ mà không làm nữa dính nữa. Chứ là không muốn gặp mặt dạ. Phải không? Dạ, cái khoảng gần năm sau cái anh Trâm điện thoại, anh Trâm kêu thôi Trâm ơi giúp anh đi, anh thiếu đào á, giúp anh đi cái tour tỉnh đợt này. Là đi nguyên một dính dọc, lại. Dính lại. Ê Hoàng, cái thời gian đó bạn sao? Không có thằng đàn ông nào mà chia tay mà vui cười hớn hở. Không phải lúc phải buồn chứ không, lúc đó bạn cảm nghĩ như thế nào khi mất Trâm? Thì buồn. Cô con mà buồn, con không bao giờ tìm cái rượu bia hết. Con mà buồn là con chỉ có nghe nhạc, đi mua phim về nhà coi. Con đi mua phim về mà nó nói bà này, bà nói là sau này khi mà mày chết đi á thì tao không cần bỏ trà trấu cái gì mà để ám mùi, con hiểu không? Tao chỉ cần nhét hết tất cả phim vô là bảo đảm cái mùi của trong cái phim á là ám hết mùi đó luôn, là chèn hòm đó là mày yên tâm. Nhưng mà nguyên nhân tại sao mà chia tay? Đơn giản cô, nói chung là con biết ức chế chuyện gì. Trời ơi đơn giản, chia tay đơn giản thì tôi bị khùng mà chia tay đơn giản. Tức nước dở bờ lại chuyện gì nào cô? Diễn xong về ghé vô ăn. Không mà kêu một cái lẩu. Bà này mới thèm là heo quay. Trễ rồi, khuya mà trời mưa nữa cô. Thì con mới chợt nhớ là có một cái tiệm heo quay đậu nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngay cái cầu đó cô. Người ta nói cái cầu xa lắm. Là trên trời mưa là con đi tới đó mua sống, lòng hứng hở về tới nơi mặt chầu ụ, con không biết hiểu tại sao. Xong rồi bắt đầu thôi tôi anh chia tay đi, tôi muốn mệt mỏi quá rồi, anh con người anh nó kỳ cục quá, nghe lời hết rồi xong rồi chia tay. Con không hiểu tại vì ổng không hiểu ý em. Mà em không có muốn ổng đi, mưa gió nguy hiểm nữa mà thôi, họ thèm bữa nay không ăn được thì mai ăn được, mà nhất quyết phải đi cho bằng được. Lẫy mà. Đó, giống như là mua đống heo quay về dặn vô trong mặt. Ê mà cái đó không có nha, cái đó con cái đó là con thật sự
em muốn cho ba ăn. Bà là thèm mấy món mà heo quay kho với lại cải chua. Lúc mà con quen bà là con cũng hay thường làm món đó cho bà ăn. Bây giờ cưới nhau rồi có hai mặt con là con hết làm rồi. Có một cái miếng heo quay mà cái là hai đứa không hiểu nhau. Thật mà ra là nhau luôn trước đó có nhiều chuyện rồi. Chàng ly á cô rồi xong rồi. Tại sao ông này không hiểu mình, không nghe lời mình, ông cứ làm sao đâu á. Nói chung là bây giờ hai bạn là quá hạnh phúc rồi. Có trai, có gái đầy đủ. Bây giờ ở với nhau cũng đã mấy năm? Cưới 10 năm, quen 6 năm. Trâm, bây giờ cái tật xấu của bạn này á, nhiều không Trâm? Nhiều lắm, Bin ơi. Lúc yêu đẹp lắm, lãng dạ, mạn đúng rồi. Đẹp ở... lãng mạn lắm. Về không hiểu sao mà nằm kế bên là ban đêm ngáy mà ngáy. Banh phòng luôn, ngáy không ai ngủ. Banh vào lòng nóc chợ luôn. Dạ. Bây giờ còn ngáy không? Còn một cái tật xấu rất là kinh dị luôn mà em không biết là tất cả những người đàn ông khác có hay không nha. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. Cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi, ê mày làm như mày thích cái mùi toilet lắm không? Thích ngửi mùi lắm không? Mày mỗi giờ chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mà sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em hay chọc đó. Bình thường kêu mày tao giỡn thì được nha, mà gây lộn mà mày tao là không yên với em đâu. Có nghĩa là giống vợ chồng đậu á, dễ thương. Ông ê mà ông ngồi toilet ông làm gì ông ngồi một tiếng trong vậy? Hồi trước là đọc báo cô. Còn giờ lướt Facebook. Sau này là Facebook. Độ khoảng năm hay năm nay thì không phải là Facebook nữa mà là chơi điện tử. Ngồi mà đến nỗi mà em trễ giờ quay luôn á, tại giọng. Chẳng hạn nói trễ giờ quay rồi. Không, ngồi im thì con có biết đâu, con cũng ngồi im luôn. Đó. Tâm cực kỳ. Có thêm cái tật nữa nè, thầy hay chối á. Hay cãi, nói cái gì ra là phải cãi cho mình đúng thì thôi. Hay lắm. Không phải cô, tại vì có những cái gì mà không phải. Thực ra đâu phải là mình sai hết đâu cô hiểu không? Khi mà bà nói thì cái chuyện đó là con sai đó. Nhưng mà để xảy ra cái chuyện đó thì trước đó là tại vì bạn vậy nè. Cho nên tôi mới bị vậy chứ đâu phải là tại gì đâu. Cũng thấy là ông hay cãi thiệt. Có thì có. Thì có là có rồi đúng không? Rồi có. Hay cãi. Nó nhận nó cũng cãi đó. Có. Tại vì ta có vậy đó. Không, Hoàng nó nổi tiếng là ăn mặc rất là chất, rất là sạch sẽ đúng không? Cho nên ở nhà anh ấy rất là ngăn nắp đúng không? Không hề, trời ơi, ở nhà là bài kinh khủng luôn nha. Thay cái quần cái áo nhiều khi em để cái sọt sẵn ở đó là chỉ có thay xong rồi quăng vô cái sọt thôi. Mà vẫn quăng ra ngoài đường. Nó rớt ra ngoài. Vẫn quăng ra ngoài đường. Cãi nữa. Độ xa nó vậy rồi, nó là, đó, cho nó là thôi để lát nữa là mình có đi toilet về mình đi ngang qua cái cửa. Lụm lên. Tại nó nằm ngay cái cửa thì mình lấy mình bỏ vô. Mình vừa quăng cái thì nó rớt ra ngoài, xong rồi bỏ lên ngay trường hợp. Thôi không hề ha. Trời ơi, nhiều bữa đi làm tới tối khuya em về luôn em vẫn thấy cái quần cái áo nằm ở vậy đó. Tại vì nó không vô toilet đó. Nhiều khi ăn uống hay là làm cái gì dơ lấy khăn giấy lau tay lau mặt rồi xong thả tại chỗ luôn, không dục vô thùng rác. Hay hỏi nữa, cái gì cũng hỏi á. Có những cái mà đơn giản nó cũng hỏi nữa. Hay hỏi ở đây nó là vậy nè cô. Tại vì không bao giờ mà con làm mà bả sẽ đồng ý là chỗ đó là ok. Cho nên là con lương trước vụ đó, con hiểu không? Con phải hỏi. Đơn giản cô, con nói chuyện ngày ngày hôm qua dọn nhà về cái kệ với lại cái tủ lạnh em hả? Tủ lạnh ra, tủ đựng quần áo ra. Ông khiêng năm cái cục này để qua bên chỗ cái tủ lạnh với lại cái kệ mà đựng thuốc cho tôi, để bên đây đi. Kỳ lắm á, cái đó nó không vô luôn. Tuy vậy ngay tầm nhìn mình coi tivi sao tự nhiên thấy nguyên đống đồ vậy? Để qua đi. Bà chị vợ ngồi kế bên chăm cái nó, chị thấy kỳ lắm á, nó không được đâu, không có được. Dọn qua đi. Ok rồi xong. Dọn năm cục qua xong cái tự nhiên bà đứng giống như đứng giờ thôi dọn lại đi. Mà chính vì như vậy cô hiểu không, chính vì như vậy cứ mỗi lần làm bất cứ một cái chuyện gì trong gia đình là phải hỏi. Phải hỏi. Sẵn vậy con kể luôn đi, còn có cái tật gì xấu gì nữa? Còn cái tật gì nữa ngoài cái tật đó? Lì gì cô? Lì. Rất lì. Có nghĩa là ví dụ như mình giận thì mình đã là vợ chồng mình yêu nhau tới nước này rồi, hai đứa con rồi, nhưng giận xong cái cho anh xin lỗi nha, im tối ngủ ôm, tại người ta nói ôm là sẽ giải quyết. Ôm cắt gồng không thọt vô được luôn á, đúng không? Không thọt vô được luôn cô. Đúng rồi, giờ này kỳ quá, không nói chuyện. Qua ngày hôm sau nói chuyện, nhắn tin con không trả lời luôn, cái là nhắn tin lại đã chán nhau rồi thôi thì mình giải thoát cho nhau đi. Còn có con nhắn lại cái gì vậy? Tôi bảo với nó là ngày xưa lúc tôi quen ông, tôi yêu ông, mỗi lần tôi làm gì sai á là ông hay cũng như là lúc đó mình hay gọi là mình lì mặt, mình nói anh xin lỗi em gì vậy chị, trai mặt dài á, trai mặt ly lợn cỡ nào cũng được. Giờ con thấy càng nhắn hình như là bả càng nói lại, mà chính vì cái trò càng nói lại thì sẽ con nghĩ là cảm giác nó sẽ cách xa nặng nề hơn. Chẳng hay giờ mình im lặng bình tĩnh lại nói chuyện, đúng không? Đúng chưa?
cái tật bệnh cô. Hay chia sẻ những điều buồn phiền lên Facebook. Bạn con đây là cô, dám bảo đảm luôn, bạn con chắc chắn biết. Mình buồn thì chẳng hạn như là mình ghi một cái chữ gì đó nó ok, hôm nay tôi buồn, tại sao trên đời đối xử tôi như vậy là ok rồi. Không, con này buồn rất ngộ. Buồn mà vẫn phải lên mạng kiếm một cái hình để nó phù hợp. Phù hợp với nỗi buồn. Nhưng mà rảnh. Ủa vậy là sao ta? Ủa vậy là buồn hay là không buồn, hay là buồn có nội dung hay là buồn gì? Tôi muốn đi đâu đó thật xa, cái là có một tấm hình, có con đường. Có một con đường xa, cứ có một người đeo cái ba lô quẩy mà đứng xa, thiệt xa. Mà cách tìm cũng dữ lắm. Thôi, nói mà cái thời gian mà tìm mấy tấm hình đó là bớt buồn rồi, bớt buồn rồi. Thì là bớt buồn rồi mà vẫn để một cái ta tết buồn. Diễn viên mà, thì mỗi lần bà này buồn là đấy, ông này là vô nhắn tin nhị mày. Thôi bà Liên vợ bạn không, ủa gì vậy anh, sao để chuyện đó. Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, chị Phượng. Ê mày, mày đừng làm như vậy, có một con vợ mà như con Trâm là khó lắm nha. Chửi nữa. Ủa chứ, giống như là em xin lỗi với chết mẹ, em làm gì vậy trời. Mong muốn một điều thay đổi duy nhất, con mong là Trâm thay đổi cái gì? Bà này chỉ đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Tại vì bà ấy suy nghĩ là tôi sinh ra trong cõi, trên cõi đời này là tôi sai. Số tôi là số sinh ra là không đúng. Tôi mang lại cái xui xẻo cho ông. Cho nên là tôi cảm giác như tôi là người có lỗi với ông. Trời đất, đó, sao tiêu cực dữ vậy? Dạ, sao cố thiệt mà cô. Bà đã từng nói là bà nghĩ tới chuyện tự tử luôn á. Dạ, cả nghĩ quá đó. Không, theo mình nghĩ thì có khi nào Trâm đang rơi vào cái trường hợp trong cái giai đoạn là bị nó gần như là trầm cảm. Mới đây thôi. Là trước đó nhiều lắm rồi cô. Bao lâu? Lâu lắm đó cô. Ngay cả lúc mà mang thai đứa thứ nhất cũng vậy. Sau đó tất cả những công việc làm ăn thì bà cứ cảm giác như nó không được trôi chảy. Thì bà cứ nghĩ là tại vì bà làm cái gì cũng sai. Bao bỏ giờ cái tư tưởng nó đi. Đúng rồi, tại vì phải bôi, phải xóa, phải dạ. Delete ngay và liền. Em cũng đang cố gắng làm cái điều đó. Ủa Trâm, rồi Trâm có muốn hoàn thay đổi gì không? Không, con giờ hoàn thiện rồi. Đỉnh. Không, mới gần đây thôi. Mới gần đây, cách đây chừng khoảng gần năm á, đỡ được chút, chứ trước đây là cũng còn vô tư vô tâm lắm. Bây giờ ở trong nhà của hai đứa, đứa nào là trụ cột? Quán Xuyến là trụ cột đúng không? Đó thì con là trụ cột của gia đình. Trách nhiệm con gánh nó nặng lắm. Trong đó là có hai đứa con, rồi có một chồng mà tính tình rất là vui vẻ, rất là vô tư. Có nhiều khi nó vô tư nữa. Thì sao trong cuộc đời có những cái lúc nó không đúng ý mình, thì thành ra là nó gần như nó không phải trầm cảm mà nó bị gì nè, nó bị hơi bất đắc chí một chút xíu. Đó là những cái suy nghĩ mà của rất nhiều người, chứ không phải một mình Trâm suy nghĩ đâu. Con gạt bỏ cái đó đi, tại vì con càng nghĩ cái đó thì con sẽ càng bị áp lực. Đúng rồi, nhiều vậy. Người bị lắm, chỉ có điều người ta nói ra hay không nói ra, mình biết hay không biết thôi, chứ ai cũng bị hết trơn rồi đó. Chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc và sẽ có thật nhiều điều may mắn đến với gia đình của hai bạn.